Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Ngày hôm nay ba vị thủ lĩnh của chúng ta sẽ là ba gương mặt theo đúng là từng thế hệ luôn, đúng không dạ? Gọi là ba thế hệ. Ba thế hệ, thưa quý vị. Mình sẽ giới thiệu từ nhỏ, từ lớn xuống nhỏ, đúng không? Đúng rồi. Mình phải giới thiệu là người nào lớn trước, đúng không ạ? Nói chung là cái sự xuất hiện nó sẽ tỷ lệ thuận với cái số tuổi á. Đúng rồi. Là xuất hiện càng sau thì tuổi càng, càng nhỏ. Càng trẻ, càng đó. Trẻ hơn. Đầu tiên sẽ giới thiệu nam diễn viên Thuận Nguyễn. Vỗ tay. Thưa quý vị, đây là vị thủ lĩnh lớn tuổi nhất ngày hôm nay. Xin chào Thuận Nguyễn. Xin chào hai MC dễ thương. Xin chào ban giám khảo cùng tất cả quý khán giả. Mình đứng xa xa để cho Thuận Nguyễn ngang ngang tầm á. Nhìn xuống không à. Né. Ngang ngang tầm. Là em bị xa cách vậy luôn á hả? Tại vì mình cao á. Cái cao mà cao hơi bị hổn á. Cho nên là đứng gần không được. Ủa sao, sao chị già nãy giờ cứ... Không phải, tại vì đẹp trai á. Tự nhiên bước ra một cái là... Gì vậy Will? Dẫn chung, ta nói quá trời số, chưa bao giờ khen mình được. Chứ toàn chơi mình mập với lùn. Thì đó, nhưng mà người ta đẹp thiệt chứ bộ, đẹp mà. Đẹp đi! Tập cho công việc, giới thiệu tiếp tục đi. Dạ, kính thưa quý vị, một thủ lĩnh tiếp theo đó là một diễn viên trẻ, tài năng và có một giọng ca rất ngọt ngào đi vào lòng của tất cả quý vị khán giả. Đó là nữ diễn viên ca sĩ Lê Lộc. Giống đám cưới tụi em ghê không? Lộc ơi, em dạ. Sợ ra đường người ta không thấy em hay gì mà em mặc bộ đồ chói như vậy cưng. Tại vì hôm nay em biết anh Thuận mặc đồ màu hồng nên em đã chọn một chiếc áo màu hồng. Ủa có giấy gì? Em hát hả? Ủa hồi nãy Lâm Lý giải giới thiệu là diễn viên ca sĩ. Diễn viên ca sĩ. Có nói lộn chức nghiệp gì hôm đây không? Không, cái đó là tương lai đó. Đúng rồi. Tương lai ca hả? Ca sĩ tương lai. Tại vì Lộc và dạo gần đây có đi học thanh nhạc nha. Và mới vừa ra MV luôn. Học được bao lâu rồi? Dạ, học cũng được 3 tháng rồi. 3 tháng mà dạ. Hát như vậy luôn. Không, bây giờ vậy nè, mình đã học rồi đúng không? Dạ. Mình hãy chứng minh cho tất cả mọi người ở đây biết mình đã từng học nhạc coi nè. Không biết ở đây nó có cái phòng mic không ta? Phòng mic là cái gì cơ? Phòng chỉnh nhạc. Em muốn hát mà chỉnh trực tiếp trên đây luôn. Khó. Sao làm khó chương trình vậy? Hát hả chị? Hát đi em. Trời ơi, quan ngại quá. Quan ngại. Hay dở gì mọi người bỏ qua giùm em nha. Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời. Rộng em rung quá chị. Cái quãng em rộng lắm luôn. Hoang mang thật sự. Quãng quá rộng mà. Thì tiếp theo là sẽ là một nghệ sĩ gọi là mầm non nghệ thuật. Đó là ai thưa Lâm Vĩ Dạ? Đó là diễn viên hài Thúy Nga. Xin mời. Oh yeah yeah yeah. Trời ơi, đứng trong cánh gà mà hát nó vang ra tới đây luôn. Em mượn dù tỏ tình anh thế thì sao nào? Em yêu anh thế thì sao nào? Oh yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Em muốn dù yêu anh thế thì sao nào? Em yêu anh thế thì sao nào? Hồng Thuận ơi. Chị ơi hơi sợ đó. Sợ không? Mà nãy chị hát bài gì vậy? Chị hát bài chị đang hát một cái bài rất là hit. Cái bài này em nghe em biết rồi mà sao tự nhiên qua cái giọng chị nó thành một cái bài khác đó chị nghe. Dạ. Nên hẹn gì chị hát xong mà chị thấy cảm giác mọi người ở đấu trường á, người ta rất là hoang mang đó em à. Mọi người có biết bài gì không nào nhỉ? Nào nhỉ? Mượn rượu tỏ tình. Đúng rồi. Chắc là tỏ tình như chị Nga thì không ai dám nhận cái lời tỏ tình đó đâu ha. Nghe nó sợ quá. Hơi hoang mang phải không? Chúng ta sẽ có luật chơi rất đơn giản như sau. Có một bài hát bất kỳ được vang lên và
ba đội chơi của chúng ta sẽ cùng nhau hòa thanh, hòa giọng vào bài hát đó. Ba vị thủ lĩnh phải lắng nghe thật kỹ để chọn ra đội nào mình thích nhất và chạy lên bục phía trên để giành quyền. Trời ơi, mừng quá Lê Lộc ơi. Dạ, thật sự nãy giờ đó. Sao, con đừng có nói cô ở đây. Ở đây là cô là tài năng trẻ rồi. Mình kêu bạn đi. Dạ sao em? Bạn Lê Lộc biết sao không? Trời ơi. Bạn Thúy Nga tới đây nè, bạn hoang mang lắm luôn á. Không sao, không sao bạn Nga ơi. Cái chương trình này mình không có cần hát. À, mình không cần hát. Mình không cần hát đâu bạn. Vì mừng rồi. Vì mừng quá chứ không tưởng hát là chết luôn á. Banh luôn cái phim trường luôn á. Và sau khi ba thủ lĩnh đã lựa chọn được đội cho mình rồi thì tất cả chúng ta sẽ bước vào trong để bàn bạc và lên chiến lược giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Và trong mùa 2 của Nói Chuyện Âm Nhạc, chúng ta sẽ có 5 quyền ưu tiên. Xin mời Lâm Vĩ Dạ. 5 quyền ưu tiên đó là quyền cấm, quyền chuyển, quyền ưu, quyền cứu và quyền... và quyền ẩn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến phần bốc thăm quyền ác chủ bài dành cho ba vị thủ lĩnh. Hồ Pim! Wow, kỳ diệu quá. Đây là 5 quyền của chúng ta. Xin mời các thủ lĩnh hãy bốc cho mình. Mỗi người bốc 1 cái hả chị? 1 cái. Rồi. Mở ra được không chị? Không. Hãy giữ bí mật này chỉ được xem với các đấu sĩ của mình thôi. Mới nhìn tưởng cây kẹo kéo không mà tính mấy bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên giành quyền lựa chọn đội cho các vị thủ lĩnh. Xin mời. Có nhường hả Lộc? Ủa ai biết? Không hề nhường. Em nhường là em phải đi ra chỗ khác. Em để Thuận qua đó mới gọi là nhường. Em nhường cho anh phòng số 2 rồi đó. Ủa gì hả? Em cảm thường có được em. Thật sự ra thấy mấy nhóm hát, nhóm nào hát cũng hay hết. Đúng rồi. Chị chọn phòng này là tại vì chân chị đang đau quá. Đi qua đi cho nó lẹ. Nó gần, đúng không? Nó gần nhất. Và một lần nữa xin chúc mừng các vị thủ lĩnh là lựa chọn đội cho mình. Xin chúc mừng. Bây giờ là phần xuất hiện của các đấu sĩ. Xin mời đấu sĩ của phòng Lê Lộc. Phòng số 1 bước ra sân khấu ạ. Xin chào tất cả mọi người. Nhóm của mình có tên là Muối Mặn Mà. Mình là thành viên đầu tiên, mình là Bonnie.
Mình là Hoàng Tuấn Anh. Mình tên là Tuấn Anh. Mình tên là Lê Lộc. À, dạ chị. Chị Lộc ơi, chị Lộc. Chị Lộc nói là bớt mặn mà luôn nha chị luôn. Dạ, nhóm của tụi em đến đây với tiêu chí là sẽ mang đến những bài hát thật là mặn mà cho tất cả mọi người. Trời ơi. Ý nghĩa mặn mà. Bởi vì thủ lĩnh nó rất là lạc rồi. Vô là nó vừa ăn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các đấu sĩ của phòng số 2, đội của Thuận Nguyễn. Xin mời. Xin mời. Kiều quá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hữu Nhân. Mình là Ý Nhi. Mình là Sĩ Tuệ. Và đội mình có tên là Hảo Ngọt. Đủ gia vị ha, bên ngọt, bên mặn được. Thuận ơi, em tương tác với bạn xíu đi em. Thật sự là các bạn đã nói hết nỗi lòng của em rồi. Em không biết nói gì hết, tại vì em thật sự là cũng là một người rất là thích ăn ngọt. Có liên quan chương trình không vậy? Có chứ. Hảo Ngọt đúng không? Anh ơi, cái tên là Hảo Ngọt nè. Thì em, các bạn đã nói hết nỗi lòng của em rồi. Rồi, đấu sĩ, hôm nay chương trình nói chuyện ẩm nhạc mà thủ lĩnh tụi em thích ăn ngọt. Trời ơi, qua chị Nga đi, anh đi, đừng có... Anh thấy em cao cao với lại anh Vương Xăm soi em. Và cuối cùng là sự xuất hiện của các đấu sĩ phòng số 3, phòng của chị Thúy Nga, xin mời. Ra đi mấy em. Đó. Trời ơi. Người quen, người quen. Trời ơi, cái phòng số 3 chưa gì tôi thấy là có đối thủ khá mạnh rồi. Chúc mừng chị Nga, chị lựa chọn chính xác lắm. Xin chào tất cả mọi người, nhóm chúng mình có tên là Ớt Hiểm. Trời ơi, cay quá. Trời ơi, em đứng từ bên đây em thấy cay quá. Với cái ý nghĩa rằng là khi mà nghe giọng hát của tụi mình thì tất cả mọi người đều phải xít xoa và trầm trồ như là ăn trúng một trái ớt hiểm vậy đó. Xin giới thiệu, tự giới thiệu mình là Hoàng Tôn. Mình là Thảo Phạm. Mình là Jason Việt Tiến. Và ngày hôm nay đến được với chương trình thì mình cảm thấy rất là vui, và nhất là lại có một đội trưởng rất là xinh đẹp và lại có duyên như thế này nữa. Vỗ tay. Trời ơi. Và xin cảm ơn phần giới thiệu của ba đội chơi. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với các vị giám khảo. Xin mời đại diện ban giám khảo hãy nói lên tiêu chí của ngày hôm nay ạ. Xin mời. Mình là Diệu Hiền, xin được thay mặt cho 13 vị giám khảo ở đây cũng chia sẻ với tất cả các bạn ngày hôm nay. Đây là cuộc thi vui là chính, cho nên là khi mà tất cả các bạn hát thì giám khảo sẽ chấm 50% là giọng hát, còn 50% đó là sự biểu diễn và những chiêu trò của tất cả các bạn. Cho nên là các bạn hãy thể hiện, cố gắng thể hiện hết mình để mà mình sẽ mang đến những tiết mục hay nhất cho tất cả quý vị khán giả. Vỗ tay cho ban giám khảo nè mọi người ơi. Và ngay bây giờ, các vị thủ lĩnh và các đấu sĩ hãy bước vào trong để lên chiến lược giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin mời. Trước khi bước vào cuộc chiến, ba vị thủ lĩnh sẽ có khoảng thời gian hoạch định chiến lược với những đấu sĩ của đội mình. Và ngay bây giờ, bài hát ngẫu nhiên đầu tiên sẽ được hiện lên trên màn hình. Các vị thủ lĩnh và các đấu sĩ phải nhìn thật kỹ và lựa chọn đội nào sẽ là đội thi trước bằng cách nhấn chuông giành quyền ưu tiên. Và ngay bây giờ, ca khúc ngẫu nhiên đầu tiên xin được phép công bố. Xin mời. Phòng của Thuận Nguyễn và phòng của chị Thúy Nga đã ấn chuông ạ. Xin mời cả ba đội bước ra sân khấu ạ. Ca khúc được lựa chọn đầu tiên ngày hôm nay đó là ca khúc Tận Cùng Nỗi Nhớ. Ca khúc này đã từng được ca sĩ Will thể hiện rất thành công và được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích. Ủa sao thái độ vậy? Cảm ơn giả rất là nhiều vì giới thiệu ca khúc của mình. Mình giới thiệu giùm bạn thôi mà. Đó. Xin mời chị Thúy Nga, chị hãy đưa ra cho mình đấu sĩ nào để thi đấu ạ? Mà khoan, tự nhiên hôm nay là đội của chị Thúy Nga lại có cái ghế nè. Thắc mắc nè. Mới ra thắc mắc. Tự nhiên giống như từ trên trời rớt xuống vậy đó. Chị Nga, cái ghế đó là em để cho chị đó. Hả? Tại vì hồi nãy em nghe chị bị tai nạn xe gì đó. Xong rồi chị mang đôi guốc cũng rất là cao nữa. Thôi chị cứ ngồi đó đi. Em biết chân chị rất là đau đúng không? Trời ơi, wow. Ra là quá. Trời ơi, Thuận Nguyễn, chị
Cảm ơn em nhiều nha, em ga lăng quá à. Vậy thì bây giờ chị ngồi liền đi. Ngồi liền để đừng phụ lòng Thuận Nguyễn. Đó, ngồi lên, đúng rồi. Đó, trời ơi đẹp quá. Trời ơi, đúng là tự nhiên ha. Mình bị đau chân cái mình mới biết là tấm lòng của những người đàn ông người ta yêu mình. Qua số này chị mới biết Thuận Nguyễn yêu chị đó. Chị ơi, chị ơi, thật sự là dạ em xin đính chính lại một chút. Là tại vì đây là cái tình cảm mà em yêu mến cũng như là ngưỡng mộ chị Nga thôi. Trời chứ không phải là tình ơi. Yêu. Em diễn mà em diễn sâu chút cho chị vui đi. Em diễn mà em nói sự thật quá tự nhiên cái chị bị ngợp lại nữa à. Không phải cô ơi, tại có con ở đây á cô ơi. Đúng rồi, tại có bé Lộc nè. Nghệ sĩ tụi mình có bị bệnh ngộ nhận hết luôn á ta. Mời Thu Lĩnh Thiên Nga hãy chọn ra đấu sĩ thi đấu đầu tiên ạ. Đó là Tiến Phát. Mình là Jason Việt Tiến. Phải Việt Tiến còn sao tôi đi xa vậy? Tôi đi xa quá. Chị sai cho chị sorry nha. Và sau đây đấu sĩ của chị là Jason Việt Tiến. Không, Thuận Nguyễn, bạn chọn ai? Nếu bên đó có Jason Việt Tiến thì đội của em Sĩ Tuệ. Wow. Sĩ Tuệ. Và bây giờ thì màn thi đấu của hai đấu sĩ xin phép bắt đầu. 3, 2, 1. Chuyện thời gian cũng được thôi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà cả hai sẽ yêu. Lại đi tiếp trên con đường mới, có một người đợi chờ để nhớ, mà sao anh vẫn ra một vài nhận xét về hai đấu sĩ khi đã thể hiện ca khúc của bạn đi. Đối với Bill thấy thì đây là một phần trình diễn hay và mọi người đều có cảm xúc khác nhau hết. Cách hát của hai bạn cũng không ai giống ai hết, ngay cả Will hát cũng không giống hai bạn. Nên là ở đây hiện tại thì Bill thấy là ở đoạn đầu thì nó có hơi bị chưa đã lắm và nhưng mà ở những cái quãng sau nốt cao hơn thì các bạn làm tốt hơn, đẩy cao trào hơn thì rất tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn. Em không hề chê luôn. Đúng rồi. Em nói công tâm luôn á. Và hiện tại tỷ số đang là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng. Chúng ta còn 6 điểm bí ẩn chưa công bố. Và ngay sau đây là kết quả của phần thi đầu tiên. Xin mời. Xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay thuộc về đội thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin cảm ơn. Mời bạn về chỗ. Xin chia buồn cùng thủ lĩnh với nha. Trong phần tiếp theo, những giai điệu bolero ngọt ngào cùng những màn song đấu xuất thần của các mỹ nam sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Bài bí ẩn nào sẽ xuất hiện đây? Đừng rời mắt khỏi màn hình các bạn nha.
một phút đau lòng. Sao chị, sao chị? Chị buồn quá em. Tại chị nói chung đó. Làm như chị không có cái số cầm quân hay cầm đầu em. Tại ơi. Chị đó. Thì chị vừa cầm đầu ai đó là thất bại luôn vậy đó. Đó bởi vì hay bây giờ mà cho chị đổi lại đi. Bây giờ ai làm thủ lĩnh đi cho chị làm đấu sĩ gì thi được không? Không được luôn chị, cái đó càng không được chị ơi. Chương trình của tụi em rating đang cao đó chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe nhận xét đến từ ban giám khảo. Xin mời đại diện ban giám khảo ạ. Vân Tình xin thay mặt ban giám khảo nhận xét cái cuộc đấu vừa rồi như này. Thì cái phần thi này thì nói đến cái tinh thần của hai bạn giống như là đang kể câu chuyện của mình. Và đối với Tình là một người đang nghe, mình có cảm giác như là ồ, hai bạn này hình như là ngày xưa có một quá khứ rất là đẹp bên nhau nè. Anh kể hồi chúng ta hai bạn quen nhau luôn hay sao? Đó về cái phần nhưng mà Tình lại chọn một cái phiếu cho bạn nam bên đội xanh này là tại vì thực sự là cái cách mà bạn hát và cái cách bạn biểu diễn làm Tình cảm thấy hình như trong người bạn này có cái nỗi đau nào đó và nó làm cho bản thân Tình, làm trái tim Tình cũng tan vỡ luôn khi mà nghĩ về mối tình đầu của mình cũng chia tay trong một cái chiều mưa giống y như vậy. À, cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo. Tôi nghĩ đó là phần tâm sự thì đúng hơn. Sau khi mà có phần thua đầu tiên thì chị Nga đã không thể nào ngồi được. Phải đứng dậy rồi. Phải đứng. Phải đứng. Phải đứng để tạo một cái sự gọi là thủ lĩnh của mình. Thủ lĩnh. Cho nó uy nghi, hiểu không? Chứ mình ngồi tự nhiên cái là tự nhiên mình thấy cái phong thủy nó không có vô, nó sai sai á. Thuận nó gài chị đó. Thuận, chị hận em. Không sao đâu. Chị bỏ cái ghế luôn rồi đó. Bây giờ chị chấp nhận, chẳng thà chân chị đau chứ chị không có ngồi ghế, chị đứng luôn rồi đó. Quá dữ luôn. Chị đứng luôn. Nếu mà chị phụ Tình em như vậy rồi. Được. Thì em sẽ không chơi với chị nữa, em qua em chơi với Lê Lộc. Trời. Cảm rồi vậy là đúng, lại đúng ý Lê Lộc, nó làm như gà sao cuối cùng Lê Lộc mới là cao thủ đó. Lê Lộc nó gà hết. Thuận Nguyễn chọn đối thủ cho mình là bên đội Lê Lộc. Chính xác là đấu sĩ nào ạ? À? Dạ, đấu sĩ tiếp theo tụi em chọn đó chính là Tùng Anh. Tùng Anh. Rồi. Rồi. Và bây giờ bài hát mà Lê Lộc chọn là bài hát nào ạ? Đội Lê Lộc chọn bài hát Yêu Thương Mong Manh cho đấu sĩ của Lê Lộc. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Và bây giờ thì màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu.
Và hiện tại tỷ số của chúng ta đang là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng Lê Lộc. Dạ. Bạn cảm thấy sao về phần thi vừa rồi và đặc biệt là đấu sĩ của mình? À, dạ em thấy Tùng Anh hát rất là tình cảm. Dạ vậy thôi. Còn bên đây? À, anh nói thì hát cao quá. À, cái kiến thức âm nhạc của em nó giới hạn gì hay Lộc? Hát cao là em hát hay đó chị. Em nghĩ em nói vậy đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết kết quả của phần thi vừa rồi. Xin mời. Thủ lĩnh Thuận Nguyễn và chia buồn cùng thủ lĩnh Lê Lạo. Mời bạn về chỗ. Và bây giờ nè Thuận Nguyễn. Dạ. Bạn khác. Cái gì mà cười hoài vậy? Đâu có. Chị thấy mắc cười, chị thương Lê Lộc quá. Cái số trước nó đường kim, nó tưởng số này đường kim, nó mặc áo kim tuyến lấp lánh như hoa hậu. Lãnh giải, biết lãnh giải chưa? Tưởng là được lãnh giải lần hai, nhưng mà nghi quá. Số này chắc không có đâu Lộc ơi, chuẩn bị đi về đi Lộc. Xin mời Thuận Nguyễn hãy được chọn đối thủ tiếp theo. Chị Nga. À, chứ cái gì, chị đây. Chị ngồi trên ghế, có em không chị? Em chứ, lúc nãy thì chị hận em á, thì chị ra đây đứng, chị rất là oai phong lẫm liệt. Chị cứ nghĩ là em chọn đội chị, rồi xong rồi chị thấy không có chọn gì hết trơn. Chị lại quành về cho cái ghế ngồi cho đỡ mỏi. Giờ bây giờ chị vừa ngồi vô cái phong thủy nó xui lại, em kêu chị phải không? Là chị muốn em chọn chị hả hay sao? Em muốn làm cái gì làm. Dạ thôi chị ngồi đó luôn đi chị. Ngọc ơi. Em đây. Anh muốn một lần nữa ghé thăm nhà em. Lần này đội của Thuận Nguyễn xin chọn đối thủ tên là Tuấn Anh. Tuấn Anh. Dạ. Mời thủ lĩnh Lê Lộc chọn bài hát cho mình. Đội của Lê Lộc sẽ chọn bài Cho Em Một Ngày. Là một ngày hai đêm không sẽ hết. Cho Em Một Ngày. Xin mời hai đấu sĩ bước lên trận đấu. Xin mời. Và bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Lê Lộc đã sử dụng quyền hát chú bài. Nè, tại sao em lại xài? Em không tin tưởng đấu sĩ của mình à? Dạ không phải, em muốn để cho anh Tuấn Anh hát thêm vòng nữa. Dạ em mới khoan dùng... nha. Cho em biết nếu như em xài quyền ẩn, tức là em có thể gọi một nghệ sĩ nổi tiếng ở trong ra hát thay cho bạn Tuấn Anh, nhưng dạ, nếu nghệ sĩ đó thua, đồng nghĩa bạn Tuấn Anh thua luôn. Dạ. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều, xin mời bạn về chỗ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp ca sĩ bí ẩn trong ngày hôm nay. Xin mời. Tướng quen ta? Nhìn dáng rất là quen. Quen lắm. Tóc nhuộm rồi cách mặc đồ. Cái anh nhìn nè quên rồi ta. À, chị biết rồi. Phải Lê Dương Bảo Lâm không? À, trời ơi. Và xin mời ác chủ bài của chúng ta mở mặt nạ ra. Thấy chưa? Những cái tướng của body là biết anh Dũng rồi. Và một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Anh em cầm cho. Dạ. Dạ. Sao vậy em xem ngỡ không, em đứng góc bên này em dòm anh không có rõ. Em qua em lấy em dòm. Anh Dũng vậy? Khỏe không? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Anh khỏe không? Cái gì? Anh khỏe. Anh ơi, ác chủ bài. Có gì nhường nhường. Trời đất ơi. Trời ơi. Ê, bây giờ mới biết là cuộc thi này có cái vụ mà mua chuộc nhau á hả? Mà sao lộ liễu quá. Chậm ôi cho anh Dũng thôi. Anh ơi. Sao lẽ ra em phải chậm ra em nhớ. Ở đó đi, cứ ở đó đi. Và ngay bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. Ooh, yeah. Oh,
một ngày không khác khoảng chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn tuổi, một ngày không tê tái hao mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Là một ngày anh đến không che cho em, cho em một ngày dịu dàng. Là một ngày ấy em, một ngày mưa sẽ hát trong tiếng cười của vòng tay anh lòng nào. Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng. Cho em một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi. Cho em một ngày thôi, là một ngày anh đến, một ngày mưa sẽ cho em, cho em một ngày dịu dàng. Hay quá. Một phần trình diễn rất tuyệt vời đến từ hai đấu sĩ chúng ta. Và hiện tại điểm số đang là 4-3, vẫn nghiêng về đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời. À, xin chúc mừng anh Mai Tiến Dũng đã đem về chiến thắng cho đội của Lê Lộc. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đáng lẽ anh nghĩ là nãy giờ em phải ra thấm mồ hôi cho anh rồi chứ. Trời ơi. Thấm mồ hôi liền em, thấm mồ hôi liền em. Dạ. Nó cười nghe sợ. Sợ thiệt luôn á. Anh mang chiến thắng về cho đội, sao em cười quá. Em thấy là anh không có mồ hôi, nhưng mà em muốn ôm anh một cái được không? Này là không từ chối rồi ạ. Hôm nay đến đây chương trình thì thật là rất là Dũng thật là rất là vui, mà cũng như là cũng hồi hộp lắm, tại vì chưa bao giờ mực mờ đi hát đến hát mà hát xong mới biết mình sẽ lọt vào coi như là 50-50 bị xử chảm ngay tại chỗ mà không biết tại sao đó, cho nên là đến bây giờ nhờ cái ôm mà giờ mới lấy lại được tinh thần. Trời ơi. Ê, tự trọng này, tự trọng này. Không có, em thấy anh rung quá nè. Anh nào bình tĩnh đi anh. Anh có sao không? Anh
Dựng rung thôi. Thật ra Mai Tiến Dũng cũng không có rung gì đâu, mà lúc Lê Lộc nó lên nó cười, cái nhìn cái nụ cười nó sợ quá, cái nó rung luôn đó. Tội nghiệp Dũng ghê. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin chia buồn với Thuận Nguyễn, bạn đã mất đi một đấu sĩ rồi. Và ngay bây giờ là phần lựa chọn đấu sĩ đến từ đội của Lê Lộc, xin mời bạn. Đội của Lê Lộc là anh Tuấn Anh sẽ đấu với bạn Hữu Nhân của đội anh Thuận Nguyễn. Wow. Xin mời đội Thuận Nguyễn chọn bài hát. Đội tiên sẽ chọn bài hát My Baby. My Baby. My Baby. Là lời nói em gửi đến Lê Lộc. Không hả? Dạ, chỉ chọn bài hát. Chọn bài hát thôi. Và bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Rồi một ngày anh bước đến bên em và trao nhau tình ấm nồng, xua tan trong em ra băng lạnh lùng quá khứ. Chẳng còn từng đêm cô đơn gối chăn, kề vai anh say giấc mơ dài, cùng nhau vượt qua bao giông, trọn đời sẽ mãi bên nhau. Baby, xin anh đừng vội cất bước đi, vì tình ai chỉ dành trọn cho riêng người. Đừng để em vẫn đợi chờ giây phút này, buồn vui bên anh sớm tối đón nó. My baby, xin anh trở về trong phút giây, ngọt ngào yêu thương trọn vẹn nguyên đam mê. Hãy quên mỗi lần quên hết tất cả, rồi ngày xưa con sẽ qua. Say I'm sorry, baby girl, and I made you hurt. Để chúng mình dừng say chẳng còn gì, lâu này nó đổ nát my heart. Và năm rơi giữa rơi trên sàn, em vẫn bỏ xa đi từ một nơi mơ màng. Em đã giữ điều gì trong những nghĩ suy? Why you don't trust me? Hey, hey, what's your hello? Và ngay lúc này, điểm số chúng ta đang là 4-3, nghi về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời kết quả của chương trình. Xin chia buồn với đội của Lê Lộc và xin chúc mừng đội của Thuận Nguyễn giành chiến thắng tiếp theo. Và ngay sau đây chúng ta đến phần phỏng vấn ban giám khảo. Lê Phương xin đại diện cho 13 ban giám khảo đưa ra cái lời nhận xét cho phần trình diễn vừa rồi. Thì đầu tiên là phải nói đến là rất cảm ơn hai bạn đã cố gắng cống hiến cho cái phần thi này. Bởi vì theo như nghe từ đầu đến cuối thì phát hiện ra cả hai bạn đều không thuộc bài này. Hai bạn đều hát rất là lãng quẻ với nhau. Nhưng mà có điều là một cái là một người giọng rất trầm, cực trầm, và một người thì giọng rất cao, nên là làm cho cái bài hát này nó nghe thú vị. Nhưng mà ở đây á, thì Phương đã chọn cho bạn màu xanh, đó là bạn Tuấn Anh. Là tại vì Tuấn Anh cái phần nhạc cảm và cái thẩm âm của bạn khá là tốt.
nên là bạn mặc dù không thuộc bài nhưng mà hát vẫn rất là đúng hòa thanh. Nhưng mà Tuấn Anh có một cái đó là khi mà bạn Hữu Nhân bắt đầu rap một ca khúc khác vào để tạo màu sắc cho bài thì gần như là Tuấn Anh không có đối đáp lại được. Nên là đó có lẽ là một lý do để cho các vị giám khảo khác đã không chọn cho Tuấn Anh bởi vì không thể hiện được cái màu sắc tốt nhất. Xin cảm ơn. Thu Nguyễn, xin mời bạn chọn đối thủ tiếp theo. Toàn xin chọn bạn Thảo Phạm của đội chị Thúy Nga. Mời chị Thúy Nga chọn được bài nói, hát. Được đứng dậy rồi chị ơi. Chị sẽ chọn đội của chị Thảo Phạm ra hát bài Mưa Nửa Đêm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bụi ngùi, vừa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Yeah. Nghe cho nó tình cảm. Dạ. Và bây giờ màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Thưa quý vị, nhìn điểm thôi là hiểu rồi. Em ơi, thắt gan vàng vào nhé. Em đứng yên đi. Và ngay bây giờ, theo đúng thông lệ hàng năm, vẫn phải công bố kết quả thôi mọi người ơi. Xin mời. Thật sự quá bất ngờ thưa mọi người. Bớt xạo lại đi Nguyên. Và xin chúc mừng đội của thủ lĩnh Thúy Nga giành chiến thắng ạ. Xin mời bạn về chỗ. Và ngay bây giờ xin mời thủ lĩnh Thúy Nga hãy chọn đối thủ tiếp theo. Xin mời. Mà nãy giờ thực sự làm như chị lớn tuổi á, cái độ chiếu kim tuyến của đội em á, nó cứ chiếu mặt gì chị khó chịu quá. Nên chị quyết định chị chọn tiếp đội Lê Lộc được không? Dạ được chứ. Mời đội Lê Lộc chọn bài hát cho mình. Dạ, đội Lê Lộc xin được chọn bài Tình Yêu Màu Nắng. Tình Yêu Màu Nắng. Màn thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại điểm số đang là 5-2 nghiêng về đội của thủ lĩnh Lê Lộc. Wow. Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức dễ thương của hai đấu sĩ. Và bây giờ là kết quả của chương trình. Xin mời. Xin chia buồn cùng với đội của chị Thúy Nga. Và chúc mừng thủ lĩnh Lê Lộc. Lê Lộc ơi, bạn là người chiến thắng ở phần thi vừa rồi. Xin mời bạn chọn đối thủ tiếp theo. Bởi vì sau khi Lê Lộc chọn thì chắc chắn sẽ có một đội dừng cuộc chơi đầu tiên. Bởi vì ai cũng còn có một người hết. Anh Tôn, anh muốn hát chưa? Anh thì em muốn sao thì anh muốn thì cũng chiều hết á. Em muốn anh. Hả? Cái gì vậy Lộc? Lộc này thì cái dương đông kích tây quá. Lộc làm gì nó làm có cái gì, có điều gì nó dướng mắt với Thuận Nguyễn á. Nên nó cứ nó vậy đó, cái kiểu nó vậy á. Không phải mà hồi nãy giờ bé Lộc nó thả thính rất là nhiều người Lộc, rồi đúng vậy. Luôn. Mà trong chương trình mà thả thính 3 người. Anh Thuận ơi. Đó, thả thính tiếp kìa. Em mới thử với anh Hoàng Tôm thôi. Ờ mà em biết là anh ghen với em nè. Trời ơi, có luôn rồi. Có không, vậy là Lộc nó bị ngộ nhận phải không? Không nghĩ là con nhận hoài vậy Lộc. Em ngộ nhận hoài vậy Lộc. Lộc, sao con sống ảo quá vậy Lộc? Thật sự là đội của Lê Lộc muốn đấu với đội của anh Thuận Nguyễn. Rồi. Wow. Dạ. Thuận Nguyễn ơi, hãy chọn bài hát đi Thuận Nguyễn. Đội của Thuận sẽ chọn bài hát Chuyện Ba Mùa Mưa. Nàng là chính nữ, tóc buông kín đôi vai gầy. Một làn môi đỏ, mắt chưa vẫn vương vì ai. Chuyện Ba Mùa Mưa. Và bây giờ màn trình diễn của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Lâu
vô trình diễn của hai đấu sĩ rất nhiều. Và hiện tại tỷ số chúng ta đang là 5-2 nghiêng về đội của Thuận Nguyễn. Xin chúc mừng bạn ưu thế đầu tiên. Xin mời kết quả. Và xin chúc mừng đội của Thu Nguyễn, xin chúc mừng bạn ạ. Xin mời bạn về chỗ. Lê Lộc, em vẫn còn cười được sao Lê Lộc? Em hạnh phúc lắm chị. Ủa sao kỳ vậy, em thấy người ta rớt em hạnh phúc hả? Tại vì em đã cho đội em đoàn tụ trước rồi. Đội em đoàn tụ trước rồi. Và bây giờ chỉ còn hai đội, đó là đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn và thủ lĩnh Thúy Nga. Và chắc chắn rằng sau phần thi này sẽ có người thắng cuộc với giải thưởng là 20 triệu đồng. Cái hay cảm thật. Giác giống như là Bằng Kiều với Minh Tuyết đó nhỉ? Dạ. Hay quá. Xin được. Ủa Tôn ơi, Tôn đi đâu vậy? Sao mới hát xong mà bỏ của chạy lấy người vậy? Tính đưa cái mic cho. Từ từ. Bình tĩnh luôn. Từ từ giây phút đó sẽ đến. Xin cảm ơn phần trình diễn rất tuyệt vời của hai đấu sĩ của chúng ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Và hiện tại tỷ số đang là 4-3 nghiêng về đội của thủ lĩnh Thúy Nga. Chưa còn 6 điểm chưa công bố, tạm thời thôi, điểm chưa sàn đấu. Và bây giờ xin mời kết quả của chương trình. Chúc mừng thủ lĩnh Thuận Nguyễn và các đấu sĩ của mình giành chiến thắng. Trời ơi, anh Tôm ơi. Duy Đỉnh xin thay mặt cho ban giám khảo xin cho một vài lời cho nhận xét như thế này. Thật sự đây là một trong những tiết mục hàng đầu của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc và là một trong những phần song ca xuất sắc nhất xuất hiện trên truyền hình. Wow. Có một điều vui là như vậy. Ngày xưa nếu như ai đã là những người đã theo dõi cái bước đường của Hoàng Tôn và của Ý Nhi, mọi người sẽ biết rằng hai bạn này đã từng đấu với nhau một lần tại một chương trình rất là lớn. Và hôm nay thì hai bạn lại tái hợp và đem đến cho khán giả một màn trình diễn chỉ có một từ là xuất sắc. Duy Đỉnh đã chọn cho Ý Nhi bởi vì Ý Nhi hát rất là vững vàng và đây là một cô gái có một cái giọng hát và một cái thẩm mỹ rất là cao. Rất rất mong cô sẽ được mọi người đón nhận và yêu mến. Riêng với Hoàng Tôn thì
Hoàng Tôn thì quá lịch lãm và bản lĩnh ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên đó, trên cái bên đội của mình. Chứ không phải là tới đây mới là thể hiện sự bản lĩnh của bạn. Và ngay từ trong những câu hát của bạn cũng đều thể hiện một sự lịch lãm và cái bản lĩnh lâu năm của bạn, của Hoàng Tôn. Thật sự thì Hoàng Tôn, đáng lẽ là Hoàng Tôn sẽ nhận được cái nút bấm của đỉnh nếu như mà có những sự bứt phá nhiều hơn. Nhưng đỉnh nghĩ là có lẽ Hoàng Tôn đang rất là ga lăng với cô gái này. Và rất may mắn chúng ta đã có một tiết mục rất hay ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Và một lần nữa, xin chúc mừng chiến thắng chung cuộc trong ngày hôm nay thuộc về đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Xin mời các đấu sĩ của đội thủ lĩnh Thuận Nguyễn bước lên sân khấu luôn ạ. Thuận cảm thấy rất là vui và may mắn bởi vì sở hữu được những đấu sĩ hát rất là hay. Không biết là Nhi cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thật sự thì bây giờ cảm xúc của em rất là vui. Tại vì là mình không nghĩ là mình có thể giúp được đội của mình đi đến đường vinh quang như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn đội của thủ lĩnh Thuận rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai thủ lĩnh còn lại cũng như các đấu sĩ bước lên sân khấu chung vui cùng với tất cả mọi người ạ. Xin mời ạ. Và giải thưởng ngày hôm nay dành cho đội của thủ lĩnh Thuận Nguyễn đó chính là giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Một câu chuyện có thể nói là một câu chuyện cũng rất đau đầu đối với các bậc phụ huynh. Ngày xưa người ta nghe nói mẹ đơn thân là cái gì nó kinh khủng lắm. Nó là cái gì đó mà phải số phận, định mệnh mới là đơn thân. Còn bây giờ... lựa chọn. Bây giờ là một sự lựa chọn. Mà người ta còn hay nói là một xu hướng thời đại nữa. Một cái câu nói mà nãy Quỳnh Linh nghe cái cô gái trong câu chuyện vừa rồi nói đó là do đặt câu hỏi cho mẹ nè, có chồng nhẹ nhõm hay là không có chồng nhẹ nhõm hơn? Mà thường các cô gái lại nói là không có chồng là nhẹ nhõm hơn. Đây là vấn đề có thể đặt ra cho hai người đang trong cuộc quý vị. Đó là Ngọc Lan và Thúy Nga. Hai người chưa chồng. Bây giờ nè, anh sẽ hỏi từng người. Với Ngọc Lan khi mà nói mẹ đơn thân thì em cười rất là tươi. Thật ra là chị mới đơn thân có vài tháng thôi nên cũng chưa cảm nhận được hết. Thấy vẫn nhộn vui lắm không? Theo em á, đơn thân là số phận hay là chúng ta tự tìm con đường giải thoát cho mình để đơn thân? Ngày xưa thì làm mẹ đơn thân đó một cái bị. Bị là mẹ đơn thân. Còn như thời đại bây giờ thì đơn thân, mẹ đơn thân là một cái sự lựa chọn. Và được hoặc là không được. Thì cho nên là con cũng không biết trả lời sao về vấn đề này hết. Nhưng mà làm mẹ đơn thân mấy tháng qua con thấy thế nào? Mấy tháng qua làm thì thấy thế nào nè? Thật ra thì em thấy là cái gì nó cũng có cái mặt tốt với lại mặt xấu hết trơn á. Nó có cái tốt là ví dụ như những cái việc mà trước đây mình muốn làm mà vì điều kiện gia đình mình có chồng cho nên là mình không có làm được. Ủa tại sao có chồng không làm được? Có chồng vẫn làm được chứ có gì đâu không làm được. Ví dụ như con có một cái thói quen là mỗi lần mà bị stress hoặc là bị bế tắc á, thì hay lái xe một mình đi Vũng Tàu ngắm biển một đêm rồi đi về thì nó sẽ cảm thấy thoải mái và mình tìm ra được một cái con đường để mà mình giải quyết cái công việc. Có chồng nhưng mà không từ ngày có được. Chồng thì mình lại không làm được điều đó là bởi vì mình đi thì mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình đi mình sẽ đi không có chồng mình rồi còn có con nữa. Cái stress kéo đi chung. Dạ đúng rồi, mình không giải quyết được. Đến khi mà mình có một cái cuộc sống nó tự do hơn, con thì nó lớn hơn, nó có thể ở nhà với người nhà của mình thì mình có thể tự do mình đi. Đó là một cái ví dụ cụ thể thôi. Tại sao là cụ thể? Thí dụ bây giờ mình bị stress, mình có thể chia sẻ với chồng mình có thể chơi với con mình. Ủa những người thân của mình lại không chia sẻ cái stress à? Mỗi người nó có một cái cách giải quyết stress khác nhau, nó có cái cách giải quyết về vấn đề cá nhân khác nhau. Có những cái là hai vợ chồng không xâm phạm nhau. Hoặc là có những cái con không thể chia sẻ được với chồng là bởi vì mình không muốn ảnh mang thêm cái gánh nặng nữa. Mình muốn có một cái cách giải quyết riêng của mình. Nó là một cái thói quen từ thời thanh xuân á. Mà khi có chồng thì mình lại không có làm được. Thì cho nên là khi mà mình sống một mình rồi thì mình lại có thể làm được những cái việc đó. Thì đó là một cái gọi là cuộc sống nó thoải mái hơn. Nhưng mà chắc chắn là như chị Nga nói thì ngày tháng nó trôi qua thì nó sẽ có những cái vấn đề mà gọi là tiêu cực khác xảy ra. Ví dụ như là mình cần một cái người chia sẻ không có. Mình cần một cái bờ vai để mà mình tựa vào một cách đơn giản để mà mình thở nhẹ cái thôi cũng không có. Thì lúc đó là mới là mệt. Bây giờ chú hỏi thật nha. Dạ. Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua mình cảm giác trong lòng thế nào khi mình bắt đầu làm mẹ đơn thân?
bản thân ai khi mà bước qua một cái cuộc sống khác nó cũng có nhiều cái sự bỡ ngỡ. Nó không giống như là cái sinh hoạt bình thường của mình. Nó có những cái xáo trộn. Cả một cái khoảng thời gian vừa rồi là con không có nhận phim. Rồi con ở nhà với lại con tập trung cho em bé nhiều hơn. Cái suy nghĩ của con chỉ là như vậy thôi, chứ con cũng chưa có cảm nhận được về cái việc là mình ở không có chồng. Nhưng mà con nghĩ thế này nè, mẹ đơn thân có nhiều lý do. Một là do áp lực cuộc sống, do định mệnh mình phải làm mẹ đơn thân. Cái thứ hai là nhiều người nói lấy chồng tôi áp lực quá và tôi phải làm mẹ đơn thân để tôi thoải mái, tôi có thể lái xe đi Vũng Tàu chơi một mình. Hai cái đó con lâm vào trường hợp nào? Mình có thể trả lời hộ là cả Lan và Thúy Nga đều ở cái tình trạng là có chồng rồi mới ly dị rồi mới rơi vào cái hoàn cảnh đơn thân. Dạ. Không, bây giờ khác với lại những người phụ nữ có con mà không có chồng ngay từ đầu. Nó khác với lại cái tiểu phẩm vừa rồi mình xem, cái tiểu phẩm vừa rồi mình xem là cô đó cô chọn chưa cưới, cô chưa cưới đúng không? Chưa cưới và cô không muốn cái quá trình sanh nở của cô đó có người cha và cô không muốn con của cô có cái sự xuất hiện của người đàn ông đó, là khác với trường hợp của con với chị Nga. Cho nên bây giờ là mình hãy tập trung vô bây giờ. Thì chú mới hỏi là bây giờ là do áp lực cuộc sống, do bị stress nhiều quá, do cuộc sống vợ chồng nó quá phức tạp nên chúng ta đi đến một cái đổ vỡ hôn nhân và chúng ta chọn cho mình một lối sống đơn thân, hay là do mình nghĩ rằng là mẹ đơn thân sẽ là tốt hơn? Con thấy là ai mà trải qua một cái câu chuyện đổ vỡ thì không ai muốn hết. Khi mà người ta đã quyết định, người ta lập gia đình và quyết định có một đứa con cho cái cuộc sống hôn nhân của mình thì không có một người phụ nữ hay là một người đàn ông nào muốn cái sự đổ vỡ diễn ra. Thì cái đổ vỡ đó nó đến là do nhiều cái vấn đề trong cái cuộc sống hôn nhân của chính bản thân họ. Nên là bản thân con cũng vậy, bản thân anh Bình cũng vậy, và bản thân rất là nhiều những cái cặp vợ chồng đổ vỡ, họ không muốn điều đó. Cái cuộc sống của một người mẹ đơn thân sau đổ vỡ hôn nhân là thật sự là nó hoàn toàn là không mong muốn. Và mình phải tập với điều đó. Và sau đó thì cái người phụ nữ đó họ có bản lĩnh để mà họ làm một người mẹ đơn thân được hay không? Thúy Nga là người rất là rành. 10 năm qua cô ấy làm mẹ đơn thân, chắc cô ấy rất là am hiểu về lĩnh vực này. Hãy chia sẻ đi Thúy Nga. Lĩnh vực luôn á chị. Làm mẹ đơn thân vui. Vui? Vui là vui sao? Thực ra là bắt đầu khi mà Nga có bầu baby á, là Nga đã biết là mình đã trở thành một người mẹ đơn thân. Trong phút giây đầu tiên mình cảm nhận được liền. Nhưng mà mình cũng không thể nào bỏ con đi, đó là một cái sai phạm. Và mình vẫn tiếp tục. Thì đối với cái câu chuyện của Ngọc Lan với Thúy Nga, nó khác ở trên sân khấu là cái cô kia cố tự quyết định. Còn tụi em là đang bị trong trường hợp là phải quyết định tự đơn thân. Mà thật sự ra với một cái quá trình mà người mẹ đơn thân của Thúy Nga thì có thể do cái bản tính của mình ngay từ bé là mình đã quen thói với cái sự tự lập của mình. Mình quen cái cách sắp xếp cuộc đời, cuộc sống mình, và mình tự ý thức với từ cái cuộc sống của mình ngay từ nhỏ. Nên khi mà đối với Nga, người mẹ đơn thân á, người ta nhìn ở ngoài á, người ta phục mình lắm. Người ta nói trời ơi Thúy Nga, tại sao em vừa đẻ vậy mà em có thể lao vào bếp, em rửa chén, em rửa nồi, rửa son, em có thể nấu cơm chỉ sau một ngày sanh thôi. Thì người ta nhìn, người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà đối với mình đó là một cái chuyện cực kỳ bình thường. Mình thấy nó bình thường là mình phải làm thôi. Nên mình không có gì mình phải đau đớn, mình đau khổ. Mà khi đối với Nga quyết định là một cái người mẹ đơn thân á, thì mình phải chọn vô là mình đi vô một cái quay đơn thân. Mà mình không nhìn ngó vô những cái người khác là trời ơi cái con nhỏ này nó hạnh phúc quá, mình phải ganh tị hoặc là mình chạnh lòng. Mình phải bỏ qua cái đó thì mình mới đi thẳng được cái con đường đơn thân mình, mà mình không bị đau đớn và mình không bị tổn thương. Và khi cái người mẹ đơn thân á, thì mình phải giữ cái trọng trách là mình là mẹ đơn thân nè, mình phải là một cái tấm gương. Mình phải là vừa đóng vai người cha, người mẹ để mình dạy con đó. Nói cái này thì hơi xúc động nhưng mà thật sự ra là nhưng mà em có nghĩ rằng á, là một mình em nuôi con đăng đẳng như thế, ra vào lúc mưa, lúc nắng, lúc bão, lúc giông, chỉ có một mình em, có lúc nào em tủi em khóc vì điều đó không? Em thấy rằng có bao nhiêu người nắm tay người yêu đi chơi vào những mùa lễ, mùa Tết, một mình em cứ đăng đẳng như thế. Em có bao giờ em khóc một mình không? Nó tùy thực sự vào ra cái hoàn cảnh công việc nữa. Cái nghề của tụi em á, là cái nghề nghệ sĩ nữa. Thực sự ở trong nhà mình áp lực là mình phải nuôi con. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài, mình đi làm chương trình, mình đi quay, mình đi diễn, thực sự là những cái đó là những cái giải tỏa stress cho mình rất là nhiều. Và khi mà em làm cái người mẹ đơn thân á, thực sự là em cũng nhìn vô một cái khía cạnh là mình sao mình may mắn quá vậy. Ví dụ như là
con mình luôn luôn khỏe mạnh, con mình luôn luôn vui vẻ, và con mình nó như bao đứa trẻ khác, nó rất là bình thường. Đó là mình cảm thấy là mình may mắn. Nhưng có bao giờ em đã khóc tủi thân bởi vì con của em không có ba bên cạnh không? Thực sự là em không tủi thân cái chuyện đó, tại vì em đã quyết định như vậy. Cái quan trọng là khi mà con em từ bé cho đến lớn thì em sẽ có một cái cách nói chuyện như thế nào để cho nó hiểu. Và nó sẽ hỏi, chứ đôi lúc nó sẽ hỏi, ủa ba nó là ai? Tất nhiên là sẽ có hỏi, nhưng mà mình sẽ có một cách trả lời thật là thông minh và tinh tế để đứa bé nó hiểu. Trở lại với anh Lê Hoàng, anh hãy nói điều gì về làm mẹ đơn thân, và làm mẹ đơn thân như thế nào, và có nên làm mẹ đơn thân hay không? Đây này, cái chương trình của chúng ta tồn tại hôm nay để làm gì? Để cho nếu như có một cô gái nào xem thì họ quyết định xem là có làm mẹ đơn thân hay không, chứ không phải là chúng ta trình bày là mẹ đơn thân thì đau khổ như thế nào hay là sung sướng như thế nào. Thành ra là có thể không cẩn thận chúng ta sẽ bị lạc đề. Nhưng mà lần này Hoàng trả lời luôn, đừng làm mẹ đơn thân. Hoặc đừng làm mẹ đơn thân. Bảo thế này, Hoàng xin nhắc lại rất ngắn gọn nhá. Có ba loại người mà làm mẹ đơn thân. Một là Thúy Nga và Ngọc Lan. Có nghĩa là không có định từ đầu lấy chồng, và họ đều muốn là sẽ sống với chồng muôn đời. Nhưng rồi là vì những lý do ở đây mình không bàn đến, họ ly dị và họ phải buộc làm mẹ đơn thân. Loại thứ hai là muốn làm mẹ đơn thân nhưng mà mơ hồ. Có nghĩa rằng là nghe hình như là sướng lắm, hay lắm. Nghĩa là có chọn từ đầu, có chọn từ đầu, nhưng mà theo Hoàng nghĩ là mơ hồ. Còn loại thứ ba là cương quyết làm mẹ đơn thân, bởi vì rằng mà nắm rất vững là làm mẹ đơn thân sẽ gặp cái gì, sẽ không gặp cái gì, nhưng vẫn cương quyết định hướng được đó. Thì đấy là ba loại. Với tư cách một người, mình là đã là chồng, mình cũng đã có con và mình có vợ, thì Hoàng chỉ nói thế này, ở đâu không biết, nhưng ở Việt Nam nhé, các bạn chỉ nên làm mẹ đơn thân khi các bạn có hai cái điều. Thứ nhất, các bạn phải có tiền. Chính xác. Thứ hai, các bạn phải có sự nghiệp. Giống như Nga nói ấy, tại sao mà có những phút Nga qua được, bởi Nga đi diễn. Nga đi diễn thì Nga cảm thấy rằng cái chuyện đơn thân nó quá có nhiều cái để khỏa lấp đi. Hay là nếu bây giờ Lan đang nằm ở trong nhà ngồi một mình thì cái vấn đề mẹ đơn thân tự nhiên nó mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên là thứ nhất là phải có tiền. Thứ hai là phải có sự nghiệp. Cho lúc nãy khi mà Hoàng gặp Lan ở ngoài đời trước cái chương trình, Hoàng hỏi em đang thuê nhà bao nhiêu, bảo em đang thuê nhà ở với con em mà 20 triệu. Hoàng nghĩ Hoàng rất mừng, và nghe cô này có 20 triệu để thuê cái nhà, có nghĩa là cô có tiền. Biết đến bây giờ cái tưởng tượng là ra khỏi nhà cô thuê cái nhà 1,5 triệu thì nó khác liền à, nó khác liền đó. Chứ có phải không, mặc dù nghe tiền thì có phải ấy, chúng ta bạn mà không có tiền, bạn mà không có sự nghiệp, bạn lại đơn thân, bạn chết tươi. Tôi xin nói thật là như thế. Bởi vì sao? Tôi làm cha rồi tôi biết, đừng có hung hăng. Tất cả những cái cảnh mà một cái bà mẹ giống bế đứa con tuyệt đẹp đi ngoài phố, hay là chụp ảnh trên Facebook á, những cái đấy có nhưng nó rất nhỏ. Cái lớn là gì? Bế đứa bé này, đứa bé khóc gằn gặt trong đêm này, cho nó ăn này, đưa nó đi học này, quấn tã cho nó này, và giải quyết những vấn đề của nó là điên luôn. Mà lúc đấy không có chồng, không có người giúp việc, là thật mà nói là đời chỉ có tan nát thôi. Anh nói về mẹ đơn thân sao mà tối tăm quá vậy? Nó tối tăm lắm. Cho nên tôi nói rằng là các bạn đừng có bị lừa. Các bạn mà không tiền và không sự nghiệp thì các bạn chớ dại. Các bạn có thể không chồng, nhưng mà các bạn có con á thì bạn phải coi chừng rất là rõ. Quyền Linh đã gặp rất nhiều bà mẹ đơn thân mà nói rằng cuộc sống đơn thân rất là thú vị. Đấy là họ, tất cả những cái lời những bà mẹ đơn thân nói là phải nói là ngay cả nghệ sĩ thế luôn luôn là gồng lên. Không có gồng đâu. Gồng lên. Không có gồng. Trên TV, trên Facebook, em không hối hận này, em đã nghĩ rằng em đã quyết định rồi thì em cương quyết làm này, giờ phút này em cảm thấy như thế là đúng này. Trong bụng tôi biết rằng là chết lên chết xuống. Sai rồi Hoàng ơi, anh đánh giá sai phụ nữ rồi. Không có sai. Phụ nữ hiện nay, những bà mẹ đơn thân rất là thoải mái, rất là sung sướng. Thoải mái thôi. Không có gồng chút xíu nào cả. Có đâu. Mình nói giống như anh Lê Hoàng, phụ nữ mà đơn thân và thoải mái và sung sướng với điều kiện chúng ta phải có tiền, đúng rồi, có sự nghiệp. Còn nếu mà không có tiền thì coi như là tiêu tan luôn. Chết cực lắm. Đây này, Ngọc Lan nè. 20 triệu là chỉ thuê nhà ở thôi. Đấy là chưa còn bao nhiêu cái tiền khác. Học. Bây giờ cứ như là cỡ như Lan này, cứ cho là bình thường nhất đi, một tháng phải có 35 triệu. Bao nhiêu phụ nữ ở Việt Nam này mà khi làm mẹ đơn thân có thu nhập 40 triệu một tháng? Bao nhiêu người vì tự ái, người ta muốn rằng khi người ta ra khỏi nhà chồng, người ta vẫn có tư thế. Mà một trong những cái tư thế đó là cái vật chất người ta không có xuống. Có đúng không? Cho nên rằng là nhờ Lan có tiền. Như anh nói như thế, không lẽ người phụ nữ người ta cứ cam chịu, thế thôi không có tiền, khó khăn người ta không cam chịu phải sống cho nên cái này. Quá nhiều cái nỗi trong, đau à. Trong hôn nhân là mình phải là sao, phải tỉnh từ đầu. Thứ nhất, không lấy cái thằng mà mình cảm thấy tồi. Tại sao biết được rằng nó không biết được anh ơi. Biết được là nhiệm vụ của em. Tại sao người ta bao nhiêu không người biết được. Nếu em lấy một ông chồng kém và tệ thì phải nói là đầu tiên em trách mình.
Bởi vì em có một năm yêu ông đó. Trong một năm đó em không phát hiện những cái xấu là em rất sai. Làm sao phát hiện được anh? Anh nói như cứ như là đặt đặt nếu phải Lê Hoàng là phát hiện ngay. Không bao giờ có thể biết được mọi điều đó. Lê Hoàng phát hiện ngay. Rồi, trong tình đó. Yêu làm sao phát hiện ra cái anh làm đó? Làm sao mà không phát hiện được? Khó lắm. Hôm nào đó Hoàng sẽ mở một cái lớp hoặc là mở một cái chương trình nói rằng là dạy phụ nữ phát hiện đàn ông khi yêu. Phụ nữ phải nói rằng đi với đàn ông khi yêu á toàn là xem phim, cà phê, nghĩa là ngồi những cái chuyện mà bao nhiêu những câu hỏi đặt ra, những cái hay là những cái quan sát đều không nhìn ra. Chứ còn phải nói mình á, mình ngồi mà Linh có câu nhận đâu, rất nhiều cô gái khi lấy chồng anh em mình ngồi với nhau bảo chết cha rồi cái thằng đó mà nó lấy được. Bởi vì chúng mình nhìn ra chúng mình thấy ngay. Mà tại sao con gái nó không nhìn thấy? Anh là yêu nghệ sĩ là đạo diễn anh nhận ra tâm lý. Còn những người bình thường sao ta nhận điều đó? Mấy quỷ này mà sao người bình thường rất là tinh đấy chứ. Nhưng mà phải nói rằng này không cái chuyện nhìn đàn ông ấy tinh chứ lâu lâu cũng cái chuyện nhìn đàn ông nó có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là cái bản năng, cái trí tuệ, và cái thứ hai là phải được giáo dục. Người ta phải được giáo dục là cái cách nhìn con người như thế nào. Ở đây các bà này thì toàn nhầu vào bản năng thôi, chứ là mới nhìn nhầm. Cái yêu rồi người ta không thể nào nhận ra, và khi mà sống chung với nhau mới lòi ra rất nhiều thứ. Bây giờ anh nói, anh khuyên người ta là không nên làm mẹ đơn thân. Tôi thấy rằng rất nhiều bà mẹ đơn thân sống đang rất là hạnh phúc và sung sướng. Thí dụ Thúy Nga nè. Rất ai nói thì ra sung sướng. Nói trời thật, ơi, anh em nói đây thật là với nhau. Chương trình Vạch Trần. Anh em nói thật với nhau thì nó như thế. Còn ngồi trên đây thì Nga rất là hãnh diện. Nga rất tự tin và Nga không hề hối hận. Thôi đi. Rồi, đó là ý kiến của anh Lê Hoàng, người ngoài cuộc. Đây là người anh ôi, em. Anh đừng có vạch mặt cái đằng sau của chúng ta. Không, bây giờ nè, ý kiến Lê Hoàng đó là người ngoài cuộc. Tôi xin hỏi người trong cuộc, có nên làm mẹ đơn thân hay không? Nếu mà làm một người mẹ đơn thân mà chúng ta không có điều kiện đừng nhắc thì lại đừng... chuyện Lê Hoàng à. Em và ý kiến của em, người mẹ đơn thân có nên làm mẹ đơn thân hay không? Không, mình nên làm một người phụ nữ độc thân đẹp, vui vẻ. Đừng làm mẹ đơn thân, làm mẹ đơn thân cực kỳ vất vả. Vất vả tại sao em làm 10 năm nay em không có một người nào khác? Tại vì em vất vả nhưng mà em thỏa lấp đó. Linh, em thỏa lấp bằng nghề nghiệp đó. Ông không nhìn thấy à? Ông thật là ông cũng hơi kém, xin lỗi ông. Thật lòng đó. Anh Hoàng trời sai ơi, lầm người rồi. Ta vẫn như búp bê rất nhiều bà mẹ đơn thân sau khi mà một mình nuôi con người ta đẹp lên, người ta ăn diện xinh ngày xắn xưa hơn, nhá, hỏi ra đi hơn. Ngày xưa một tuần tôi đến nhà nó ăn cơm mấy lần, từ ngày nó có con tôi biến luôn và phone tôi cũng không trả lời nữa. Tại vì lo chạy show thôi mà, vì nó không đẹp nữa. Bây giờ anh hỏi ý Ngọc Lan nè. Con chưa có kinh nghiệm. Cảm giác thôi, thật nói thật lòng nha. Theo con, có nên làm mẹ đơn thân hay không? Theo con là không nên. Không nên, tại sao? Nói như anh Lê Hoàng nói á, phải có tiền, có mình điều kiện kinh tế mình có mình mới không vất vả. Thì cái tại vì khi mà mình cực quá, mình vất vả quá, mình dễ stress và cái stress đó mình dễ đổ lên đầu những người xung quanh mình, mà ai là người chịu? Cái người chịu trực tiếp là con của mình. Cũng có rất là nhiều phải người stress, phụ nữ dồn vào con. Họ cũng không có nhiều điều kiện nhưng họ nuôi con rất là tốt, nhưng chắc chắn họ stress rất nhiều về áp lực kinh tế, tiền học vợ chú rồi lo, tiền ăn tiền uống của con nè, trẻ con nó ăn nó vợ uống chú đâu giỏi lắm. Chẳng lẽ bây giờ mình sanh con ra mà mình cho con mình nó uống nước cơm nó vẫn lớn được, nhưng mà chú thấy tội không, đúng không? Rồi tả mình cũng dám mua loại tốt cho nó nữa. Nhiều khi những người mà không có điều kiện họ chỉ mặc bằng tả vải rồi phải giặt lại thì nó cực lắm, mà mình cũng tội nghiệp con. Rồi ví dụ như mỗi một dịp Tết á, người ta mua cho con của người ta được 5 bộ đồ, mình không mua được cho con của mình. Thì đó là cái con nói là mình không nên làm mẹ đơn thân trong khi mà mình nghèo, không có điều kiện về kinh tế. Tại vì nó áp lực nhiều và nó sẽ cái đứa con là cái người gánh nhiều nhất. Đó mình phải xác định được một điều rằng là mình sống vì cái gì. Và đừng có bao giờ lôi đứa con ra để nói rằng là hy sinh vì con để giữ hạnh phúc gia đình. Như vậy tội nghiệp đứa con em lắm ơi, đúng nhưng không mà anh? Thật ra nếu khi em mà túng thiếu á, khó khăn thì rất là dễ bị. Nghĩa là trong cuộc đời em thế nào cũng có lúc, ví dụ như là có lúc bực mình quá hoặc là ấy quá, sẽ nói với đứa bé rằng là con có biết rằng là vì con là mẹ sẽ đã như đó, thế nào không đó, chắc đây, chắn là sẽ nói. Dạ, có. Và em sẽ nhớ chắc thế giờ em sẽ nhớ thế giờ lúc này, lúc em nói chưa đau. Khi mà 18 tuổi mà em nhắc lại nó sẽ nói là cái đấy là do mẹ chọn mà, chứ đâu phải do con. Đúng khi rồi. Nó có văn hóa rồi nó sẽ nói câu đó. Nuôi em sẽ đau kinh khủng và em cảm thấy rằng là mình đã hy sinh bao nhiêu, mình đã cho thứ mà nó nói một kêu gọi là coi như là phủ nhận hết. Dạ. Nhưng mà nó có lý của nó. Dạ đúng ví rồi. Ví dụ nó có lý là mình chọn làm mẹ đơn thân, mình biết là sẽ vất vả, rồi mình lại đi kể với nó. Dạ. Chẳng lẽ mình đi kể với ông chồng, mình đi kể với nó, thì sau này nó thấy rằng là nó phải chịu trách nhiệm về một cái điều mà thực sự không phải tội của nó. Dạ. Thì nó cũng sẽ quật lại mình. Mà khi nó quật lại mình lúc đấy em 50 tuổi rồi, em lấy chồng mới không được nữa, mà nó thì cũng sắp ra khỏi nhà rồi, em sẽ thấy là cuộc đời em gần như là bị phí phạm.
cái đấy anh chắc đó rồi, nãy giờ ý, là nãy quán, giờ... con chưa nói chưa hết nói con hả? Tức quá. Tại cái đó là cái ý của anh Hoàng là con cũng cũng muốn nói. Thấy, con à. Cũng muốn chia sẻ rằng là khi mà cái cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ và mình quyết định để trở thành một người mẹ đơn thân thì mình phải thật là lý trí, mình phải vạch ra một cái kế hoạch là mình phải giáo dục con như thế nào để nó cảm thấy rằng là nó không có bị thiếu tình cảm của cả ba và cả mẹ. Thì đó là cái quyết định của người lớn. Cho nên rằng là ở đây con muốn nói là cái thứ nhất, mình đừng có vì níu giữ cái cuộc hôn nhân vì lý do là tội nghiệp cho con thì tự nhiên mình đổ thừa hết cho con nhỏ thì nó cũng không đúng. Nhưng cũng đừng vì một cái phút bốc đồng mà mình quyết định trở thành một người mẹ đơn thân thì mình rất là dễ gây áp lực cho con của mình. Nên là cái giáo dục là quan trọng nhất. Rồi nãy giờ chúng ta đang nói có một chiều thôi, tức là không nên làm mẹ đơn thân. Dạ. Vì thì trong cuộc sống này cũng có rất nhiều người bà mẹ đang quyết định sống đơn thân. Bởi vì họ thấy rằng cuộc sống đơn thân rất là hạnh phúc. Họ không phải bó buộc vào sự quyết định của ai đó. Họ có thể thoải mái tự do, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, muốn lo cho con cái gì lo. Họ quyết định được kinh tế của họ, quyết định gia đình của họ. Và họ có thể quyết định hẹn hò ai, bất kỳ ai. Vậy chúng ta sẽ nói gì về điều đó? Thì cái thứ nhất là tôn trọng họ thôi. Thứ hai là mình khuyên họ rằng là bạn làm vậy đi, nhưng mà nếu như bạn có tiền và bạn có sự nghiệp thì tôi ủng hộ bạn, còn nếu không thì tôi cảm thấy là hơi lo cho bạn. Vậy thôi, mình chỉ nói thế thôi chứ mình đâu có bảo là bạn sai. Từ nãy giờ chúng ta toàn bàn cảm xúc của phụ nữ thôi. Nhưng mà Hoàng này là cảm xúc của đàn ông nữa. Hoàng nói rất thật lòng nhá, Hoàng không nói xa xôi gì. Hoàng nhìn vợ Hoàng ở nhà và Hoàng có cảm giác là nếu như bây giờ mình bỏ cô ấy thì cái gì xảy ra thì tôi không chịu được. Bởi vì sao? Vì tôi nghĩ đến cái chuyện rằng là cái cô vợ mình á rất là tử tế, rất là hiền lành, sẽ đi về nấu một cái nồi cơm, ngồi ăn một mình. Thật lòng mà nói, nếu mà người chồng chính công á, cứ tưởng tượng cái đây là chịu không có được. Theo cảm nhận của con á, là 70% là vì cái người đàn ông họ gây cho cái người phụ nữ cái sự tổn thương á, cho nên là đổ thừa cho đàn ông à. Con đổ thừa, con nói 70%, dĩ nhiên còn 30% còn lại là họ rất là hạnh phúc vì điều đó. Nói vậy con tiêu cực quá. Cũng có lỗi phụ nữ nữa em. Lắm rồi. Mình nói như vậy là mình sai lầm đó em. Mình trước đây anh Quyền Linh với anh Lê Hoàng. Em xin lỗi Hoàng Ngọc. Em xin lỗi quý vị khán giả là tại vì đang bị nghiêng theo anh Hoàng nhiều quá, cho nên nói chung là những cái người làm mẹ đơn thân là có một cái phần tác động của cái người đàn ông họ làm cho mình bị đừng tổn thương. Đổ lỗi cho đàn ông. Không có đổ lỗi nhưng cả mà có. Mọi thứ đều do em hai bên Hoàng gây ơi. Ra hết. Có chứ mấy không? Đàn ông đấy. Vậy? Em nói như vậy là vô tình người ta biết là Thanh Bình làm tổn thương em. Không mình có. Đang em đang nói về cái tiểu phẩm. Mọi người ơi, mọi người bị lạc đề rồi. Thật ra Lan nói là 70% do đàn ông thì Hoàng nghĩ là còn nhẹ. Theo Hoàng ít nhất 80 cơ. Anh Hoàng ơi, sao anh nói xấu đàn ông thế? Không phải là nói xấu. Tốt mà. Bởi vì tao biết đàn ông mà. Nhiều người tốt lắm anh. Ông chú. Chỉ một ít xấu thôi. Con tức quá. Đừng có tiêu cực quá vì đàn ông. Ở đây là Lan không nói về trường hợp của cá nhân ai hết. Lan chỉ nói về cái tiểu phẩm đó. Thì trong cái tiểu phẩm đó rõ ràng mình thấy một điều là có thể là cái người đàn ông đó họ làm cho cái người phụ nữ bị tổn thương, cho nên là họ không cần nữa. Bây giờ mỗi người có ý kiến riêng, chúng ta tôn trọng những ý kiến đó. Ở ngoài kia cũng có nhiều người ý kiến là làm mẹ đơn thân là họ thấy tốt. Vậy thì bây giờ thế này, tôi cho hai người một cái câu chuyện nhẹ nhàng thôi. Vào đây tôi nói câu chuyện xong là làm liền luôn. Mình hóa thân ngay vào câu chuyện đó. Thử xem đúng câu chuyện đó, đúng tâm lý đó, đúng như hơi thở trong cuộc sống đó thì chúng ta xử lý thế nào. Bắt đầu ngay câu chuyện. Trời ơi hay quá quý vị ơi, hay quá. Em mới xuất hiện là kẻ thách thức. Xem chút giậm nát chân ông thầy luôn. Đó đó, vậy là kẻ thách thức đó. Trời ơi, một tràng vỗ tay thật to nữa cho Tăng Ngọc Tuyền và những cộng sự và học trò của mình. Hay quá, đẹp quá. Ngay bây giờ để cho khán giả vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của mình, 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Vừa rồi thì Đại Nghĩa có đi thử một vòng đến gần các bạn ấy, lắng nghe một chút coi ai thở mạnh nhất. Bị gì mình nghiễm bụng chứ cái người nào mới tập chưa có quen sức á thì sẽ thở mạnh nhất và cuối cùng phát hiện ra người thở mạnh nhất là ông thầy. Tại vì phải nhảy hai lần. Ông nhảy nhiều nhất mà. Cho nên là đến bây giờ thì Đại Nghĩa vẫn không biết được rằng trong số 4 con người đứng ở đây cầm số 1, 2, 3, 4 này ai là kẻ thách thức. Không biết rằng những người chơi của chúng ta có nhận xét gì. Xin mời thầy Minh Nhí ạ. Thật sự luôn á Tuyền. Tuyền huấn luyện cho tất cả các bạn này. Hồi nãy giờ coi để ý kỹ lắm luôn á. Nhưng mà không có... Không biết là anh Tài với lại Thúy Nga thấy làm sao, chứ còn là tôi thấy là ai cũng điêu luyện hết á. Thần thái cũng như nhau, động tác các bạn làm cũng rất là đều.
giờ thì mình để ý thêm. Cho nên là rất là khó khăn cho mấy cái người ngồi đây thật sự. Ví dụ sự. Mình để ý thêm chút xíu những cái tiểu tiết đi. À, có ai bị rớt nhịp nhẹ một chút không? Hoặc lúc ai đang nhảy mà có liếc liếc dòm bạn bạn bên cạnh hay không? Hoặc giờ để ý sâu thêm chút nữa. À, để ý coi cái cặp đùi của ai bự nhất. Nhiều khi mới nhảy nó bị sổ đùi á thầy. Dạ. Thầy ơi thầy. Hả? Thầy có nhìn ra được ai không? Không, bây giờ tự nhiên hỏi gì? Đang phân tích thôi, đang phân tích thôi. Trời ơi, tự nhiên chơi mà hỏi. Hỏi được cái có được nói trước đi. Dạ, mời anh Chí Tài nói trước. Bây giờ cho hỏi ông thầy. Cái môn tháp đen này đó, khi nhảy đó, là cái gương mặt mình lúc nào cũng phải nhìn ra đằng trước đúng không? Dạ, chắc chắn rồi. Nhưng mà tùy theo trường phái. Vì có hai trường phái nổi tiếng nhất thế giới là trường phái Ireland và trường phái America. Thì trường phái America phiêu theo điệu smooth jazz và phong cách Broadway, cho nên họ có thể giao lưu với tất cả các góc sân khấu. Nhưng riêng cái Ireland mà em dạy các bạn thì là tất cả đều phải tập trung về phía khán giả. Đúng rồi, nhưng mà ý anh hỏi đây là có được nhìn xuống dưới chân không? Dạ không được phép, bởi vì đó là hành động của một người nghiệp dư. Rồi, cảm ơn em. À, vậy là hình như anh Tài đã có phát hiện gì rồi thì phải. Còn chị Thúy Nga thì sao? Ông thầy ơi, anh thầy đẹp trai quá. Trời ơi, phải công nhận đẹp trai quá, rối não không biết nói chuyện sao luôn á. Đẹp quá mà không biết anh thầy nhiêu tuổi nữa. Lát nữa anh cho em số phone nha. Bây giờ làm cái hảo thôi. Số phone của em là ngoài luôn nữa. Tuyệt. Dạ vâng. Đây nghe tao nói nè. Nếu mà anh cho số phone, anh cho cái Facebook là được rồi. Để người ta nói còn tên của em là 0912, ngày mai em sẽ nói tiếp. Duyên dáng luôn, trời ơi. Duyên nữa. Đã đẹp mà còn duyên nữa. Trời ơi. Thầy cho Thúy Nga hỏi là những người mà theo cái bộ môn múa này là cái cặp chân nó có bị to và nở ra không? Hay là chân nó càng ngày càng thon? Hay là nếu mình tập một thời gian thì chân mình nó sẽ bự như là chân cột đình? Điều này thì rất đơn giản thôi, bởi vì diễn viên múa thì đa phần là chân là đều có rất nhiều cơ. Thì nếu như theo bộ môn này, theo phong cách của Ireland thì bắp chân sẽ phát triển mạnh hơn đùi, bởi vì dồn vào cổ chân và bắp chân nhiều. Thật sự ra nãy giờ thì tôi đang có một cái khả nghi với cái cô mà số 2 lắm. Tại vì tôi thấy là lúc mà quá trình cô múa ngay từ đầu là tôi quan sát là thấy cô liếc ngang liếc dọc dữ lắm. Là cô múa hụt vài động tác mà không biết cái đó là do diễn sâu hay là do mới đầu tập. Nhưng mà em nhìn kỹ lại thì cái cặp giò của hai cái bắp chân tao nói nó nở. Cũng đang lo là không biết mình nhận xét gì là sai hay là... Bốn người đó có thể diễn rất sâu. Nhiều khi người ta nhảy, người ta là chuyên nghiệp nhưng mà cố tình làm như vậy để mình để ý những cái chi tiết đó, hiểu không? Bởi vì nãy nhưng giờ mà cái cặp chân mà nở đó là mình không có diễn được nghe anh Tài nha. Cặp chân nở. Làm sao tôi biết được bà có độn ở trong. Dạ. Bây giờ thì cái thời gian mà mình phân tích, mình phán đoán nó không còn nữa. Cho biết luôn nha, ba người chơi ở đây sẽ đặt cược vào thí sinh nào và đặt cược bao nhiêu điểm? Cái bạn mà thứ ba đó thật sự ra bạn múa rất là đẹp nhưng mà cặp giò bạn tông teo lắm. Là tôi là soi cặp giò thì cặp giò này cũng giống như là mới tập. Thật sự ra nói chung là cái chương trình này là gọi chương trình là làm rối não, là không biết là ai là người mới tập luôn. Vậy thôi bây giờ chị đặt cược đi, một lát nữa mình sẽ xem có ý kiến khán giả như thế nào. Lúc đó mình có thể mình thay đổi quyết định của mình mà. Anh Chí Tài, mời anh. Xin đặt cược 1, 2, 3, 4. Vô số 2. Bao nhiêu điểm ạ? 40 điểm. 40 điểm, anh Chí Tài đặt cược vào thí sinh số 2. Sao anh lấy thí sinh của em vậy? Mình đặt cược chung em được mà chị, đâu có sao được đâu. Được hả, được hả? Tưởng anh giành của em chứ. Đặt cược bạn số 2. Bao nhiêu? 45%. Có lẽ, có lẽ. Không có lẽ hả chị? Không nghe em kỹ hả? Thần kinh dễ sợ luôn á. Thần kinh quá đi. Thần kinh học trò. Gì? Học trò em nó càng ngày nó càng thần kinh. Đã ban tổ chức nói là số chẵn nha chị. Chị ơi, mấy anh mấy chị ơi, số chẵn. Bây giờ ba chơi 45. Còn nói gì thật. Đây, bây giờ em xin đặt cược bạn số 2. Bấm vô. 70. 70 điểm. Dữ vậy hả? Bả Dình đã thấy điểm của em đó mà mới không lên. Không sao, cứ đặt đi, lát mình bây muốn em thay đổi cũng được mà. À, muốn thay đổi được luôn dạ, hả? Được. À, có nghĩa là mình có lựa chọn đúng dạ. không? Trời ơi, thầy Minh Nhiếm kỹ lắm, cái tánh ông chu đáo mà ông kỹ lắm, biết không? Ở nhà mua khăn giấy xài đó, xài xong đâu có quăng thùng rác đâu, giặt xong xài lại trời nữa, nhức đầu lắm. Gì ghê vậy? Trời đất ơi. Sao bữa nay thầy rộng rãi thầy ơi, thầy sẽ bị trò dạ, tố quá vậy thầy. Trước tiên là xin lỗi ban tổ chức, xin lỗi chương trình nè, rồi xin lỗi tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi. Là nếu suốt cái game này, số này mà Minh Nhí có chửi Thúy Nga thì cũng được bỏ qua cho Minh Nhí, tại nó là học trò cũng như con mình vậy đó. Cho nên là nãy giờ ngứa cái miệng quá. Nhưng mà có đúng không? Anh nghĩ sao khăn giấy mà giặt lại được?
Đúng không quý vị? Khăn lông hay là khăn gì thì giặt, chứ còn khăn giấy giặt lại được không? Có phải nó thần kinh không? Đồng ý, đồng ý với ý kiến của thầy Minh Lý. Có phải con thần kinh bán bánh đinh không? Ủa thầy, em nhớ có cái loại khăn giấy giặt xài được. Không có, làm gì có cái loại mà khăn giấy mà giặt xài lại được. Khăn giấy của thầy Minh Nhi á, xài xong bị rách thì may lại xài lại. Trời ơi, cái này có thể. Hồi nãy giờ là kết hợp với nhau làm cho tôi loạn não thì tôi không biết số mấy đúng không? Tập trung. Số mấy thưa thầy? Tập trung đi. Quy định số 60. 60 điểm cho số mấy? Số mấy? Số mấy thầy? Đừng có hỏi khán giả. Khán giả người ta biết hết rồi, bạn khán giả mà. Ta cũng như mình không biết gì đâu. Ơi, thầy hãy là chính mình đi, thầy đừng có hỏi khán giả. 60 điểm là cược số mấy ạ? Số 1, số 4 là không phải rồi đó. Biết chắc luôn. Ha, anh dễ sợ lắm. Không có dễ sợ, tôi nói thiệt. Đáng lẽ là chọn số 3, nhưng mà ông nói là số 4 nguy hiểm lắm. Số 4 nguy hiểm lắm. Tôi chọn số 4. Số 4. Rồi, bây giờ mọi người cứ yên tâm, để em cho mọi người biết là 100 khán giả ở đây bình chọn cho số nào nhiều nhất. Lúc đó nếu như mình muốn thay đổi, mình sẽ thay đổi nha. Đúng rồi. Dạ, thứ ba người chơi, trong 100 khán giả ở đây bình chọn thì 36% khán giả đã đặt cược vào vị trí số 1. 36 người nghĩ rằng anh này là cả thách thức. Số 2 có 21%. Số 3 23%. Và cuối cùng anh chàng số 4 thầy Minh mới đặt cược đúng không ạ? Chỉ có 20% khán giả nghĩ anh này là kẻ thách thức thôi. Bây giờ mọi người được một lần quyết định lại, nếu như muốn cầu cứu khán giả. Ngồi xuống đi. Đứng che khán giả. Ngồi lâu em. Quá tê cẳng không ơi. Anh đứng lên anh che khán giả của em hết à. À, để em. Số mấy vậy? Thôi, anh vẫn giữ số 2. Anh Chí Tài vẫn quyết định giữ số 2. Đặt cược 40 điểm. Chị Thúy Nga thì sao? Nga vẫn giữ cái lập trường của Nga. Quan điểm của Nga luôn luôn không bao giờ lung lay lay động và thay đổi. À, Nga vẫn chọn bạn số 2. Nhưng mà bạn ơi, cho mình giảm chút số điểm, ráng mình chừa tiền xăng. Còn 50 điểm. Vẫn đặt cược số 2 này à? Vẫn là số 2. Vẫn giữ lập trường và quan điểm. Mời thầy Minh Nhí. Cho bớt chút đỉnh. bớt bao nhiêu? Cho bớt chút đỉnh thôi. Được. Để dành tiền chứ. Trời ơi. Tiếc của. Nãy 60 giờ giảm xuống còn có 50 thôi. Thì chút đỉnh. Vẫn là số 4 á thầy. Trong đầu tôi nghĩ bạn số 3. Vậy tại sao thầy không đặt số 3? Số 3, số 4, hai bạn. Nhưng mà tôi cứ nhớ tới cái lời của Tuyền. Múa cái nhảy cái môn này thì đúng là cái phần dưới nó hoạt động nhiều hơn, và cái cơ của hai cái bắp chuối đó phải không thầy? Hai bắp chuối nó sẽ nở ra. Thì nãy giờ tôi thấy ba bạn kia với bạn số 4, nói chung ba bốn á, cái bắp chuối nó cũng gần bằng nhau, nhưng mà chỉ có bạn số 4 là sao cái bắp đùi nó bự dữ vậy? Đá banh. Thì là đá banh chứ không phải là nhảy. Người ta vẫn có đá thể banh làm vẫn có thể nhảy môn làm được mà thầy. Được. Vậy thôi. Đây là thầy vẫn không thay đổi. Đặt cược vào bạn số 4, 50 điểm. Rồi. Dạ. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của ba người chơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ biết kẻ thách thức thật sự của chúng ta chính là số 4. Như vậy là chỉ có nghệ sĩ Minh Nhí là lựa chọn chính xác kẻ thách thức là chàng số 4 mà thôi. Mà cái số 4 này không phải là thầy Minh Nhí chọn, mà là khán giả chọn dùm cho thầy Minh Nhí. Bạn ơi! Thật ra như hồi nãy là Nghĩa có đọc cái tỷ lệ bình chọn á, chỉ có 20% khán giả nghĩ rằng canh này là kẻ thách thức mà thôi. Đúng rồi, à. Thấp nhất á. Không, thật sự Thúy Nga nói cũng đúng, thật sự luôn. Khi mà tôi quay qua khán giả tôi hỏi thì sao cái ánh mắt tôi là trúng vô hai bạn mập này. ánh mắt tôi trúng vô bạn mặc cái đầm đỏ, bạn đứng lên giùm đi bạn. Bạn đứng lên đi, đâu có sao đâu. Đứng lên đi, đó. Với bạn áo hồng ngoài sau lưng á, bạn áo hồng đứng lên đi con. Đó. Giờ nghe nè, nghe từng người giới thiệu nè. Đây em số 1, em giới thiệu về mình đi.
chào tất cả các bạn trong trường quay hôm nay. Em là một vũ công và bộ môn tháp ten này thì em đã tập được khoảng mấy ngàn ngày rồi. Mấy ngàn ngày rồi, tức là mấy năm rồi đó. Đấy, cảm ơn em. Còn em số 2 thì sao? Em là Đặng Thị Kiều Phương, em cũng là vũ công. Em tập thể loại này cũng được mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Chị mấy Nga ơi, người ta mấy năm rồi nha. Trời ơi, sao con ngựa của tôi bị lừa gạt cả đời vậy trời, tôi trốn. Mấy rồi. Năm nhưng mà bà diễn hay quá. Em diễn sâu quá à. Nghi rồi mà. Ủa anh Nghi sao nãy không chọn, anh chọn người khác. Thấy người ta đẹp rồi thì tự động đó. Chấm vô. Bởi vậy mất cái... điểm đặt cược vậy thôi. Đây. Trời ơi, khổ em ghê. Em số 3. Ông em giới thiệu về em đi. Quá. Em là Tô Thị Mỹ Hằng, em học thể loại này cũng được mấy năm rồi. Đó, thấy không? Bà đây chắc chắn là chuyên nghiệp. Cảm ơn ba thí sinh số 1, số 2 và số 3. Và bây giờ mời các em có thể vào trong nghỉ ngơi nha. Một tràng vỗ tay dành cho ba thí sinh của chúng ta nào. Đây, bây giờ em nói cho mọi người biết đi, em là ai? Xin chào mọi người tại trường quay ạ. Em tên là Bùi Đức Triệu. Hiện tại em là đang theo hướng huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp ạ. Huấn luyện viên thể hình hèn chi cái cặp đùi chất lượng quá luôn á. Nhưng mà em học cái môn này bao lâu rồi? Dạ em tập mới được hơn một tuần nay ạ. Hơn một tuần nay thôi. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn Tuyền và cảm ơn Triệu đã đến với chương trình Trẻ Thách Thức hôm nay. Xin chào. Dạ thưa quý vị, hiện nay điểm số của ba người chơi của chúng ta như sau. May là nghệ sĩ Thúy Nga có bớt lại cái điểm đặt cược của mình, chứ nó không đúng thiệt là không còn tiền về xe đó. Hả? Bớt xuống còn 50 điểm. Và bây giờ điểm số của chị Thúy Nga còn lại cũng là 50 điểm. Nghệ sĩ Chí Tài đặt cược 40 điểm. Đặt cược sai, mất luôn 40 điểm đó, còn lại 60 điểm. Và nghệ sĩ Minh Nhí đặt cược 50 điểm cho thí sinh thứ tư. Chính xác, cho nên số điểm hiện tại của nghệ sĩ Minh Nhí là 150 điểm. Vừa rồi là chúng ta đã xem một cái màn biểu diễn của bộ môn parkour, tức là nhào lộn, thể thao. Đây là một cái môn khá là mạo hiểm. Như chúng ta cũng thấy, những cái bục, những cái gồ ghề thế này, những cái địa hình rất là trắc trở. Nhưng các bạn làm như là không có chuyện gì xảy ra, cứ như trên mặt đất. Mà mình có cảm giác rằng giống như mình đang theo dõi một bộ phim ninja vậy đó. Bay nhảy lộn, phóng qua bên này, phóng qua bên kia, quá hay. Và đây, có thể xem như là một người thầy, người huấn luyện viên của môn này cho chúng ta, các bạn ở đây thấy, Lê Tiến Thọ. Thực ra là nãy giờ các bạn nhảy nhót rồi, chứ những cái chuyện này thực sự là bản thân Thúy Nga còn nhảy được mà bục vậy. Mời chị Thúy Nga nha. Mời là lên đi. Mời chị Thúy Nga. Thực sự mấy nãy chị ngồi chị nghĩ là tụi em làm cái gì đó kinh khủng lắm, nên là chị cũng ngồi chị ráng chị coi. Nhưng mà thực ra những cái bục này đối với chị là một chuyện nhỏ như con thỏ. Đây thỏ ơi thỏ. Bây giờ em hãy cho chị Nga tập một cái động tác nào đó đơn giản nhất có thể để chị có thể làm được đi em. Nó cái này nó còn làm cho chị đẹp thêm. Trời ơi chị hả? Chị đây. Trời ơi. Sao mà cái gì vậy? Cái sự thật nó trời công nhận nha. Bỏ nó nghe, bỏ hai cái ghế ra cái là cao dễ sợ. Hay là đừng nói vậy nha, em cao hơn thầy đó. Rồi, bỏ giày ra luôn. Ai cao hơn cái gì? Ai cao hơn? Lùn nó cũng có cái giá trị. Dạ thưa mọi người, xin được giới thiệu nghệ sĩ Minh Nhí đang đứng kế á hậu quý bà Thúy Nga nha. Dạ, á hậu. Thấy chưa, là bỗng nhiên cao hơn. Rồi, bây giờ mời Thọ thực hiện động tác trước nè, cho chị Thúy Nga làm theo. Dạ thì cái bục này nó thấp cho nó hợp với chị Thúy Nga hơn. Chị đang mặc đầm. Thì tí nữa em sẽ giúp chị lên đây. Thì bình thường mọi người hay đi xuống trượt hoặc là đi bộ xuống. Thì thay vì vậy, chị ngồi xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Đưa cái váy vào đây. Chị đẩy nhẹ xuống thôi. Ủa? Chị qua bên đây đi cho nó cao nè. Easy ơi. Lên thì nãy hả, thật sự ra đó chị thi là chị thua. Nãy giờ chị phải làm một cái gì đó ngoạn mục trong cuộc đời chị trong cái game này cái coi. Sao nè, chuẩn bị. Vô nè, xuống nè. Trời đất ơi. Y như con cá heo mắc cạn vậy đó. Dạ mời chị. Đẹp mà Nghĩa, chị thấy được mà. Chị thấy được. Dạ. Ủa sao tôi thấy dễ mà làm nó hơi khó nha. Thì bởi vậy mới nói mình nhìn thì dễ, làm thử đi mới biết cái khó khăn của nó như thế nào. Dạ, dạ mời Á Hậu về chỗ. Ủa vậy là chị làm được không em? Sự thật đi, cho cái biết sự thật đi em. Đẹp lắm chị.
À, đẹp, đẹp lắm. Thấy mẹ nó nói mình cái che micro lại không? Bạn nó nói đẹp mà nó có như gượng vậy đó. Trời đất ơi. Nó bước lên cái bờ cái chút xíu mà nó phải bò luôn. Và bây giờ xin mời 100 vị khán giả tại phim trường sẽ bấm nút bình chọn. 1, 2, 3, 4. 4 bạn trẻ ở đây, ai là kẻ thách thức? 30 giây bắt đầu. Dạ xin mời ba người chơi thấy thế nào ạ? Nhất là chị Thúy Nga, sau khi chị đã thử nghiệm rồi cái cảm giác của cái bộ môn này á, thì chị nhận xét ra sao về cái phần trình diễn vừa rồi, cũng như là chị có cái sự lựa chọn nào cho mình hay chưa? Nói chung nãy giờ là Thúy Nga cũng tự chọn cho mình rồi, nhưng mà thường là thấy là mình có sai quá sai thôi, lần này mình hỏi khán giả đi, cho khán giả cho số luôn kỳ này tôi nghe lời khán giả đi. Sao nhiều số cái gì, sao tôi biết chọn ai trời? Dạ và anh Chí Tài, anh Chí Tài thấy thế nào? Anh nghĩ là cái cậu mà che mặt á, nhưng mà để suy nghĩ lại một chút chút. Tại sao anh nghĩ rằng cái anh bạn đó? Tại vì thấy ổng ít, ổng ra, ổng bịt mặt rồi ổng chạy, ổng làm đủ thứ hết. Mình anh phải đối đầu với 4 người rồi. Mà anh là phải cái kỹ năng cũng phải cao lắm mới đúng chứ. Nhưng mà cái động tác ổng ít hơn. Thì để anh đang suy nghĩ giữa cậu số 4 với lại cậu số 3. Dạ, số 3 và số 4 đó là nằm trong diện tình nghi của anh Chí Tài. Còn thầy Minh Nhí thì sao ạ? Riêng cái tiết mục này á, tôi thấy các bạn diễn xuất nhiều, không biết là huấn luyện viên có khi mình diễn nhiều hay không, nhưng mà tôi thấy các bạn diễn rất là nhiều, và cái bạn số 2 là diễn nhiều nhất, còn cái bạn số 4 cũng vậy. Mặc dù bạn là đối đầu với nguyên một cái nhóm kia trong cái tiểu phẩm, nhưng mà bạn là ít có động tác như anh Chí Tài nhận ra, thì tôi thấy tôi lại nghi ngờ số 2 với số 4. Dạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho mọi người biết nha, mình sẽ quyết định đặt cược vào số mấy. Hai. Thầy làm cho cuộc đời em dễ dàng chút đi thầy. Thầy giả bộ thầy thua một cái đi. Thầy giả bộ thầy đánh hết luôn. Cứ vậy đi ha. 50 điểm cho số mấy ạ? Số 4. Số 4, anh Chí Tài. Bây giờ này anh Tài, một ăn hai thua, anh còn trăm mấy đúng không? Đúng anh rồi. Đặt hết mức luôn cho em. Đặt hết luôn. Dạ. Hết nếu luôn. Nhanh thắng thì có thể là anh sẽ được vượt qua số điểm của thầy Minh Nhí luôn. Đúng. 140 điểm luôn anh ha. Cho số mấy thưa anh? Tôi thấy đưa hết 4 số nguy hiểm quá. Dạ anh hãy lắng nghe con tim của mình đi anh. Lắng nghe con tim. Trái tim của anh, tầm mắt của anh, lý trí của anh đang hướng về số mấy? Tôi ném rồi. Số 3. Anh Chí Tài đã cược 140 điểm cho số 3. Anh ơi. Anh Tài. Hả? Dạ anh làm ơn quay cái bảng điểm ra cho mọi người thấy. Để sau này mình có gì mình không có chối. Còn 140 điểm đặt cược cho bạn số 3. Mời chị Thuy Nga đặt cược. Nãy giờ thì theo một cái số fan club ở trên kia chỉ chỏ nói là lấy cái số 1 đi chị Thúy Nga. Thì bây giờ là nãy giờ hai lần em tự quyết định đời em đều gặp bão táp và sai trái. Nên kỳ này chắc em quyết định em lại nghe lời những chiến binh của em đã tư vấn cho em. Là em sẽ chọn số 1 được không? Số 1. Và chị đặt cược bao nhiêu? Hả? Chị cược bao nhiêu? Chứ em nghĩ chị còn nhiêu? Dạ thưa chị, bởi vì đó là cái trách nhiệm em phải hỏi vậy thôi. Chứ thiệt ra trong lòng em cũng chả có thích thú gì lắm. Chị cũng biết chứ em hỏi mà giống như mỉa mai cuộc đời chị. Không mấy đó. Mình đặt cược 10 thưa chị. Lỡ không. Có thua mình còn 10 điểm đi về đỡ cái quê chị. Cái chị ơi. Là hả? Chị làm gì? Chị làm tới nơi tới chốn luôn à? Được ăn cả ngã về không không chị? Được ăn cả ngã về không đó. Bây giờ là tôi xa xỉ lắm đó nha. Trời ơi, rất xa xỉ. 200 dữ vậy? Có 20 điểm thôi đó mà xa xỉ đó. Xa xỉ dữ lắm đó. Tôi đặt tới 20 điểm luôn đó. Cho bạn số 1 đúng không ạ? Dạ rồi. Và bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ cho mọi người biết tỷ lệ bình chọn của khán giả dành cho 4 bạn thí sinh là bao nhiêu nha. Với 100 khán giả có mặt tại trường quay, tỷ lệ bình chọn như sau. Bạn số 1, khán giả bình chọn 34%. Bạn số 2, 17%. Bạn số 3, 36%. Và bạn số 4, 13%. Tức là trong 100 người ở đây chỉ có 13 người, cộng với thầy nữa là 14. Nghĩ rằng bạn ấy là kẻ thách thức thôi. Dạ mọi người có muốn thay đổi hay không ạ? Thì nói chung là tánh em không có suy nghĩ đâu anh. Tánh em quyết rồi xong thôi chứ suy nghĩ gì cho mệt não trời. Vậy là chị Thúy Nga không thay đổi phải không ạ? Ủa cái tánh chị là quyết rồi thôi không thay đổi em ơi. Dạ 20 điểm dành cho bạn số 1 giữ nguyên. Anh Chí Tài
tiền của ông ít xài. Em đặt đi, anh theo em. Còn tới 200 mấy mà sợ cái gì? Cho tôi đổi đi. Xả láng đi, xả láng đi. Xả đi, mình lên tới 400 mấy luôn. Xả đi, xả đi. Trời ơi, xuống điểm mà ơi. Trời ơi, xuống nữa. Ôi, sao xuống điểm này? Lẽ ra phải tăng lên mới đúng chứ. Trời ơi, tại thay đổi. Thay đổi cái gì? Nhiều khi mình tại cái sự kêu bằng thay đổi của mình nó bị sai lầm làm sao? Không bao giờ sai. Em tức quá em đặt hết 290 điểm giờ anh tin không? Đặt đi. Chơi luôn. Ai cấm? Ai cấm? Chơi luôn thầy ơi. Xả láng. 2.9 đi. Đặt cược 2.9 đi. 290 điểm. Và số điểm kỷ lục của những người chơi đặt cược từ đó đến giờ đó thầy. Cũng tiếc lắm. Nhưng mà em ghét anh á. Tại sao ghét tôi? Ghét anh lắm. Ghét anh lắm. Hai người này giống như là giống như mình keo kiệt. Bây giờ thầy mới biết rồi, thầy không phải nào? Là người keo kiệt mà thật ra thầy là người rất dễ bị khích tướng. Đúng rồi, mình sẽ chơi thôi mà đúng không? Làm dạ, gì bị khích tướng? Thôi thầy, thầy đừng có đổi thầy ơi, giữ nguyên đó thầy ơi. Giữ để luôn thầy ơi, cho nó hào hứng thầy ơi. Để nói nguyên. Cho em nghe. Làm thế nào bữa nay em cũng là người thắng cuộc. Dạ. Tin anh đi. Anh lên 208. Em từ 209 không còn đồng anh nào. Anh làm sao có thể may mắn bằng em được. Thầy đặt cược 209 là cho bạn này đúng không ạ? Bạn số 2 đúng không ạ? Đó giờ bạn số 4 cũng cười kìa, ai cũng cười hết trơn thầy. Số mấy ạ? Số 2. Dạ thưa quý vị, đây là lần đầu tiên cả ba người chơi của chúng tôi đều đặt cược hết số điểm của mình. Anh Chí Tài đặt cược hết 140 điểm, thầy Minh Nhí cũng hết 290 điểm. Chị Thúy Nga mặc dù không còn nhiều hết trơn cũng ráng đua đòi đi theo đặt cược hết 20 điểm. Khoan. Dạ. Đấy. Gì nữa anh? Đi đặt thôi, chưa nói số nào mà. Ủa vậy nữa anh? Bữa nay lý do duy nhất cái người xuống tận nơi đưa cái bóp đầm cho em rồi cuối cùng đưa cho anh thì tại sao anh không yêu quý cậu này? Anh lấy số 2. Anh Tài ơi. Bây giờ thầy Minh đặt số 2 rồi, anh đặt số 2 nữa, nếu như đúng là bạn này là kẻ thách thức thật á, thì anh cũng thua. Không sao. Nhưng mà làm vậy chi trong khi mình cho mình một cái cơ hội khác, nếu như anh chọn một số khác, thầy Minh chọn số 2 mà thầy Minh thua thì anh có thể là người chiến thắng. Thôi, anh vẫn chung tình với em. Số 3. Số 3. Rồi, chốt. Dạ, thưa quý vị. Chưa có một cái chương trình nào mà ba người chơi cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng đến như thế. Giống như xài tiền vậy đó. Dạ. Đó rồi đó. Mày đi đó, cân nhắc lắm rồi. Anh nói nghe giờ cho bớt chút đỉnh. Dạ muộn rồi. Rồi, muộn rồi. Muộn rồi. Chúc mừng thầy Minh Nhí đã đặt cược hết 290 điểm. Dạ bây giờ thì xin mời Lê Tiến Thọ, em có thể tiến lên trên bục cao nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết kẻ thách thức thật sự là ai. Kẻ thách thức là quái vậy. Số 2. Trời ơi, vậy mà số đó làm gì? Tính toán làm gì? Người đó mà kỹ quá trời quá đất luôn à. Thầy ơi, thầy nhiều tiền quá rồi. Về nhớ dắt tụi em đi ăn chè trứng nha thầy. Thôi, lo cho học trò không đi. Dạ, thưa quý vị, kẻ thách thức thật sự chính là anh bạn số 2. Và xin chúc mừng thầy Minh Nhí. Đây, bây giờ mình hỏi thăm anh bạn số 1. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Như Đăng. Em chơi bắt cô được vài năm và em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chơi bắt cua được vài năm rồi. Duy Đăng, cảm ơn em. Bạn số 3. Dạ, em tên là Trà Vi Thành. Em ở Sài Gòn. Em chơi bắt cua được 8 năm rồi. Đấy, 8 chưa? Năm. Nói mà. Vậy mà cũng có người đặt cược 140 điểm vào người ta. Tài ơi, anh ê chè quá Tài ơi. Đây, bạn số 4. Người mà ban đầu là thầy Minh Nhí lựa chọn đó. Em Thành Nhân. Em chơi bộ môn này được 7 năm. Cũng 7 năm. Ủa mà tại sao từ nãy giờ em không chịu cười? Để cho nghệ sĩ Minh Nhí xém chút xíu rồi lựa chọn em. Dạ, do Master kêu căng. Master kêu căng là phải ráng căng chứ mặc dù nhỏ nó thích cười. Cảm ơn ba em. Cảm ơn các em đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Cảm ơn số 1, cảm ơn số 3 và số 4. Mời các em có thể vào trong nghỉ ngơi. Ông số 2 ra thái độ lắm.
làm quá chi không biết nữa hà. Dịu dịu một chút, nhẹ nhẹ một chút xíu đi là qua mắt được người chơi của mình rồi. Giới thiệu về mình nè. Em tên là Hồ Quốc Thái. Em là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khoa du lịch, chuyên ngành quản trị khách sạn. Em tham gia cái bộ môn này là mới, chắc là mới tập luyện chừng 2-3 tuần thôi đúng không? Dạ, em tham gia thì gần 3 tuần thôi. Dạ. Và xin cảm ơn em, cảm ơn Thọ nha, cảm ơn hai thầy trò đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, như vậy là điểm số chúng ta đã rõ rồi phải không ạ? Nhưng mà cũng hãy dành một tràng vỗ tay để cho những người chơi của chúng ta có thêm tinh thần. Nghệ sĩ Thúy Nga, 0 điểm. Chính vì không còn điểm cho nên vỗ tay phải càng to quý vị ơi, để người ta đỡ suy sụp. Nghệ sĩ Chí Tài, dạ, 0 điểm. Ủa mất luôn hả? Và người chiến thắng tuyệt đối trong chương trình ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ Minh Nhí với số điểm là kỷ lục 580 điểm. Wow. Dạ và dĩ nhiên nghệ sĩ Minh Nhí sẽ nhận được số tiền thưởng của chương trình trị giá là 10 triệu đồng. Woo.